một hai năm sáu bảy tám chín mười. Thầy chào nguyễn hoàng huỳnh kiên nguyễn huỳnh quỳnh hương nguyễn đình hải kim huệ mai chi quỳnh quỳnh tiến vũ văn anh lê thanh toàn bùi thế anh rồi xin chào tất cả các bạn nhé mai chi bùi khánh duy tiên công nguyễn mạnh đình quỳnh như mai chi văn thiện kim huệ tưởng không thiện đã đi chơi ấy mà lê thanh toàn phước thiện đinh nhật trình lê nguyễn nhật minh rồi xin chào mọi đứa và chúc các bạn một buổi tối valentine uh, đầy ấp tình yêu nhá ngần ngào đến mấy cũng tan thành mấy ok rồi nguyễn đình hải quốc việt thành đô văn thiện không trốn like của thầy đi chơi nhưng không quên học rồi phương tiến đạt à, văn thiện tạo một cái cảnh rồi chụp lại cái ảnh cho thầy nhá phước thiện phạm hoàng thiên kim kim đã quay trở lại đúng không ạ nguyễn thiện việt anh phước thiện hoàng thu trang mai chi nguyên phương những bạn nào ngày hôm nay là các em xem livestream và các em xứng đáng ở được vinh danh bởi vì sao ạ bởi vì các bạn fa <cười> <cười> đúng không ạ nhá rồi thùa lý phạm ngọc khuê nguyễn thiện việt anh nguyễn kiên thiên kim hoa à, tuấn đạt vũ bùi kim huệ những cái bạn fa thì thường là chúng ta sẽ cầu cho những cái ngày như ngày hôm nay là trời mưa thậm chí rét và có thể là mưa đá đúng không ạ chúng ta cầm cầu cho thậm chí còn là, là gì ạ? mưa đá luôn nhá ok chưa đức anh thiên công võ an thái lê hạnh nguyên kim huệ nguyên diễm phạm ngọc khuê võ thị quỳnh ore minh sâm huy trương rồi ngày hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ uh, bắt đầu vào cái chuỗi livestream uh, chữa các cái đề thi thử của các uh, sở tỉnh thầy sẽ chọn ra một số đề mà thầy thấy nó phù hợp với các em theo từng giai đoạn nhé À, ngày mai ấy, thầy sẽ livestream ở trên page tôi học và chính thức sẽ khai giảng khóa tổng ôn luyện đề cho các em và cụ thể khóa tổng ôn luyện đề nó sẽ có những cái gì hay ho à, và cái cái cách chúng ta học tập ở giai đoạn đấy là như thế nào thì thầy sẽ chia sẻ với các bạn vào tối ngày mai nhé ok chưa mấy đứa ừ, rồi nguyễn thị phong thủy phùng tiến đạt rồi, tây dâu thực ra thì nói thật là các em là tình yêu ấy theo từng giai đoạn nó sẽ thay đổi thực sự như vậy à, hôm nào rảnh thầy sẽ có một cái buổi nói chuyện về tình yêu học trò hay là tình yêu lứa tuổi học trò lứa tuổi sinh viên cho các bạn ở trong lớp vip nhá để các bạn biết là gì ạ là yêu thì cứ yêu vậy thôi Nên đa phần là những cái đứa nào mà nó yêu nhau cái thời cấp 3 thì được vài bữa là lại bỏ nhau mà <laughs> Thôi chết là nhớ mồm à, Không hẳn là như vậy nhưng mà đại đa số là như vậy nhá đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là gì là yêu nhau ở cái lứa tuổi học trò ấy thì nếu mà yêu theo kiểu tích cực tức là cùng nhau tiến bộ cùng nhau động viên nhau dạy sớm học bài rồi vượt qua thử thách khó khăn các thứ mà đến được với nhau thì nó nó gọi là tình yêu tuyệt vời còn nếu mà không đến được với nhau thì lại quay ra là giận hờn nhau rồi không thể là thành là bạn được chứ chả phải nói đến là, là người yêu nhá thế do đó mà cứ từ từ thôi thậm chí là sau này lên làm sinh viên cũng thế yêu thì yêu cho vui rồi chứ còn đi làm ấy Ờ, sống ở đâu, công tác ở đâu, định cư ở đâu, lâu dài thì yêu và 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 đến với nhau là vợ là chồng nhá. các còn yêu thì yêu thôi nhá. Ok chưa? Đấy là cái kinh nghiệm rồi. Nguyễn Thành, Nguyễn Phúc, Bùi Duy Khánh, Nguyễn Hoài Minh Phương Nhi. Rồi Hải Đình Ngọc Tiên Thạch Thảo, Nguyễn Phúc. Nhớ nhá, ngày mai thầy trò chúng ta sẽ có cái buổi khai giảng về khóa tổ luyện đề, chúng ta sẽ chính thức chuyển mình đúng không? Để bước sang một giai đoạn mới. Và ngay sau đây thì thầy sẽ livestream chữa cho các bạn cái đề thi thử chuyên khoa học tự nhiên của Hà Nội à, lần số 1 chắc thế. Rồi, Vũ Bùi Kim Hoại, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Phúc trang phạm một cái đề mà thầy đánh giá là nó ở mức độ vừa phải, không phải quá nặng thực sự như vậy. Không phải là quá căng thẳng nhưng mà các em sẽ ôn lại được nhiều thứ. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Các bạn chia sẻ livestream giúp thầy được không ạ? Trang Phạm, Trịnh Bình, Đỗ Hiền Hà, Đinh Nhật Trình, Lê Thanh Toàn, Nguyên Phương, Duy Phan, Minh Tiến bắt đầu chiến đi nhá. Yeah. Bắt đầu chiến nhá, ngày hôm nay thì có khoảng 1000 bạn làm bài đúng không ạ? Và số bạn được 10 cũng khá là nhiều. Thế là thầy sẽ không không show nữa và chiến luôn cho các em để các em còn dành thời gian để đi chơi với người yêu tiếp nhá. Rồi Thanh Thảo, bắt đầu chiến đi. Anh ra chiến đi con số 1. Chiến luôn, không còn chờ thời gian nhiều. Sau này đến cái giai đoạn mà tổ huấn luyện đề để trò chúng ta sẽ học rất là nhanh. Do đó mấy đứa phải chịu khó, cố gắng ngay từ đầu nhá. Nguyễn Đình Hải 1 a luôn, Lê Thị Thùy Ngân, Nguyên Phương Quốc Việt. Câu điện phân đề này em khá thích rồi. Ok, câu điện phân đề này nó cơ bản thôi. Tơ nào sau đây thuộc à, à, được điều chế bằng phương pháp trùng hợp. Tơ có một anh tơ ở trong chương trình chúng ta được điều chế theo phương pháp trùng hợp đó là tơ nitron hay là tơ ô long. Cái này có nhiều tên lắm. Nó được trùng hợp từ vinyl cyanua đúng không ạ? Nha, em nhớ thầy không cứ nghĩ tơ là trùng ngưng tơ visco uh, là tơ gì ạ tơ uh, tơ này là được uh, điều chế là phản ứng học thôi tơ tầm là thiên nhiên rồi ông này là phản ứng trùng ngưng câu số 2 bây giờ nhớ này là gì ạ là cái giai đoạn tổng ôn luyện đề nó sẽ khác với giai đoạn các bạn học khóa chuyên đề nhớ chưa ôn luyện đề tức là các em đã học qua rồi và bây giờ chúng ta sẽ làm thôi cái mức độ giải thích khi mà thầy livestream chữa cho các em nó sẽ ít hơn do đó những bạn nào mà các em yếu thì các em biết yếu ở phần nào thì ôn lại nó trong khóa chuyên đề nhé rồi cái loại sắt tác dụng với dung dịch chứa chất nào sau đây tạo ra khí hydro tác dụng với axit thôi đúng không d nhá tác dụng axit đẩy hydro ra ok chưa nhá câu số 3 sai làm sao được mấy câu này đúng không ngọc hà minh tân võ an thái kiên nguyễn vào đi mấy đứa câu số 3. chúng ta làm quá nhiều rồi Thùa lý sai dỗi người yêu được ông người yêu của cái uh, của cái ông Thùa lý này nhiều khi cũng cảm giác là, là hát hơi liên tục nhỉ tuổi thân cứ động nó, nó, nó sai là nó, nó dọa nó dẫm là, là chia tay cái thứ khổ ghê trịnh bình hải đình nguyên Bèn. tiến nguyên minh thủy kim loại m tác dụng được với axit hcl vậy là kim loại m đó thì trong dãy hoạt động học nó phải đứng trước hydro vậy gạch gì ạ? mấy anh đứng sau rồi ta đúng không Thực ra chúng ta thừa biết nó là anh nào rồi Chúng ta cứ giả vờ chưa biết Oxit của nó bị gì ạ? CO khử ở nhiệt độ cao CO chỉ khử được các, các oxit kim loại Mà gì ạ? kim loại cấu thành cái oxit đó đứng sau nhôm Anh này đứng trước nhôm gạch đáp án B Nha câu số 4 Đấy để, để gọi là ôn lại Thua lý Đô Vi, Thùy Dương, Kim Huệ, Hà Vũ, Nguyễn Phúc Rất tốt Câu số 4 nào Kim loại ở sau đây không tác dụng 2 số đặc nóng Chú ý nhé Đặc nóng này tôi chết rồi. Cái câu A này nó là chất gì mà tự nhiên không thấy mặt đâu nhỉ? Thế chắc chắn là không phải đáp án A rồi gạch luôn. Thế mới đều chứ. À, sắt và nhôm thì đều tác dụng với axit bốn đặc đóng cả đúng không? Chỉ có anh vàng này. Anh vàng này chúng ta là để mà hòa tan được nó chúng ta phải sử dụng là gì ạ? À, à, chất gì nhỉ? À, cái dung dịch gì nhỉ? Nước cường toan đúng không? Là HCl này và HNO3 với tỷ lệ thể tích của chúng ta là bao nhiêu? Là 31. Nhá thì mới hòa tan được với ông vàng bạch kim. Câu số 5. Rồi Nguyễn Phúc 4C em nhầm Vũ Văn Anh Tầm này mà nhầm là vứt đi đấy nhá Tầm này không nhầm được đâu Mấy câu đầu này không nhầm được Trong công nghiệp Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm Đó là gì ạ Quặng bô xít Đáp án D Chốt luôn nha quặng bô công thức là gì à, Vũ Bùi Kim Huệ Thùa Lý Huỳnh Quỳnh Hương Nguyễn Phúc Nào comment cho thầy quặng bô xít xem nào Cùng tiến đạt rất tốt Thành Đô Đinh Duy Trí rồi comment cho thầy xem là quặng bô xít công thức uh, của nó là gì Thua lý Thành phần chính của nó Phan Tuấn Đạt Chưa đâu nào comment cả Quỳnh Scary Sở Phước Thiện Thùa Lý Nhanh nào Rồi Vũ Bùi Kim Huệ Huỳnh Quỳnh Hương Hoàng Thu Trang Trịnh Bình 6 chốt B rồi, Phùng Tiến Đạt đấy, thầy chờ Đạt đấy, đã giảm hai cân rồi đúng không? AL2O3 ngậm gì ạ? Ngậm hai phân tử nước nhớ nhá. Ok chưa? Rồi, câu số 6. AL2O3 phản ứng được với cả hai ông dịch nào sau đây ạ? Anh này là có tính lưỡng tính đúng không ạ? Nó sẽ phản ứng được với cả axit và kiềm, chắc chắn là B theo Trịnh Bình sinh gái nhá. Trịnh Bình là có người yêu rồi đấy. Câu số 7. Nhưng mà ngọt ngào đến mấy thì cũng tan thành mây thôi. Chúng ta cứ yêu uh, chơi chơi thế đã đúng không? thời gian sẽ chứng minh thử thách tình yêu của chúng ta các em nhé ngày hôm nay chủ đề về tình yêu chất nào sau đây thuộc loại axit béo axit béo là gì là, là, nhìn vào đây chúng ta biết anh này Acid béo rồi c 15 h 31 c h axit palmitic còn mấy ông này là gầy nhá có số 8 rồi thanh sương hoàng quỳnh hương quốc việt phạm hoàng thiên kim nguyễn trung hiếu rồi câu số 8 nào chia sẻ livestream này cho thầy gái cho lên mười 10.000 mắt xem cái nhá chia sẻ cái cho rực rỡ mấy đứa khi cho Gly tác dụng với nao H, em thu được muối có công thức là gì? Uh, C nhá. Đây, Gly chúng ta đó chính là gì? Vậy? Chỗ này thay bằng hydro mà. Ok chưa? Câu số 9. Sai làm sao được với mấy câu này? Dương Thu Phương, Thanh Sương Ngọc Hà. Câu số 9 nào? Chất nào sau đây tan trong nước tạo dung dịch môi trường kiềm? Uh, cao H rồi đúng không? Tạo môi trường kiềm mạnh của chúng ta. Câu số 10. Tính chất học đặc, đặc trưng của kim loại nó sẽ là tính khử. Đúng không? nhá yeah. tính chất học đặc trưng kim loại ở tính khử thế rồi chọn luôn những câu này không giải thích thêm nữa sang câu số 11 comment kìm không rồi ok vâng nhá trương quang long thầy xem bên này rồi vũ văn anh nguyễn diễm tuấn my nguyên bèn nguyễn hoài minh trang phạm nguyễn kiên võ an thái mấy đứa <laughs> tình yêu là hoa mắt quá chưa xem livestream à ờ à, có mỗi việc xem livestream thôi mà cũng xem được thì tình yêu tình báo gì ở đây nhá yeah. Đúng không? Nguyễn Hoài Minh, Trịnh Bình, Thùy Dương Học hóa tốc độ cao <laughs> Bao giờ đến giai đoạn luyện đề tốc độ cao thì sướng nhỉ? Nhằng cái hết trăm câu Nhưng mà lúc, lúc đấy thì não nhiều khi nó, nó sẽ bốc khói đấy Minh Tiến, rồi Vũ Văn Anh Mạng này ngon lắm luôn thầy ơi Rồi, ngon thì ăn thôi, Nguyễn Thành Nam Vũ Văn Anh, Thùy Dương, Ngọc Hà là chọn 10 mười... Ngọc Hà nhanh thế Thùy Dương, 11C mười 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 Loại chất nào sau đây chứa nguyên tố nitơ thì chúng ta nhìn vào đây carbon hydrate chứa carbon hydro và oxy, anhit chứa carbon hydro và oxy. Ông này chứa carbon hydro, oxy và nitơ. ancol chứa carbon hydro và oxy. Nhá, cháu xin người đáp án C. Trình bày hơi rườm rà rồi đấy câu số 12 nào. Ừ, rồi, Nguyễn Trung Hiếu hoặc là như Trung Hiếu bảo đấy, anh này có liên kết peptide COOH. Đúng không? Có nitơ ngay. Cảm ơn Nguyễn Diêm đã chia sẻ livestream cho thầy nhá. Sao thầy thấy nó cứ ít ít lượt share nhỉ? <laughs> em chia sẻ livestream cho thầy rồi <laughs> cái đội hai ca nhầm này lười chia sẻ thật chắc là nó sợ là có nhiều đối thủ thấy đang học đấy tên gọi nào sau đây là, là của st này em metin format đúng không đâu rồi metin format nhìn kỹ vào nhá chọn luôn câu số 13 thôi thầy đi nhanh những câu này đi nhá hôm nay là vừa livestream vừa vui vui cho mấy đứa để cho các bạn mà đã fa các bạn đỡ buồn Do đó và lý do ngày hôm nay là thầy chọn mặc áo đen à quên nhầm áo đỏ là như thế đấy. Số siêu hóa của sắt trong hợp chất sắt 2 nitrat chắc chắn là cộng 2 câu số 14. Chất nào sau đây là thành phần chính của bột tre gỗ được dùng để sản xuất giấy hả em? Cellulose. Đúng không? Cháu xin ngay đáp án D nhá. Câu số 15. Dương Thu Phương kỳ tiến. Những bạn nào mà em yếu lý thuyết ấy thì em chịu khó xem các livestream uh, lý thuyết của thầy. Uh, thầy ở khóa chuyên đề thầy dạy kỹ cho các bạn còn đến giai đoạn này thì những cái câu mà khoảng 20 đến 30 câu đầu là chúng ta sẽ cố gắng phải đẩy thật nhanh. Ok chưa? Kim loại thuộc nhóm 2A đó là anh nào em? Bari. Nha, Bari thuộc nhóm 2A. Câu số 16. 15C chứ em nhầm Thọ Nguyễn. <laughs> ông Thọ Nguyễn ơi, ông nhầm sang câu nào đây? Khi cho phenol tác dụng với brom thì sản phẩm thu được có kết tủa màu trắng em nhé. Đấy, hoặc là anilin chúng ta cũng thế tác dụng brom là cái tủa trắng hết ok chưa có số 17 chất nào sau đây tác dụng với na 2 co 3 mà sinh kết tủa chú ý sinh kết tủa anh này có cái gốc co 3 hai trừ nó phải kết hợp với mấy cái đồng chí như ca ba nha ca hai cộng trong này thôi có cái tủa ca co 3 ngay đúng không cháu xin ngay những câu này nhẹ nhàng quá rồi bùi duy khánh quốc việt nguyễn hồng lộc nguyễn hoàng lộc nguyễn đình hải thùa lý kim huệ đọc tên mấy đứa này để vinh danh bởi vì sao bởi vì là ở nhà buồn quá thì học bài thôi đúng không? Nguyễn Thành Nam, Kim Huệ, Thùy Dương có thì quái nào là lên 1.000 mắt xem được rồi nhở? Kiểu gì mà sao hôm nay các em học trăm thế? À, không đi chơi à? Sao mà lên 1 mốt mắt xem rồi này? 1 hai rồi đây này Học hành kiểu gì? Học nó phải vừa phải thôi nhá Học nhiều quá không tốt đâu <laughs> Học nhiều quá không tốt đâu mấy đứa nhá Trịnh Bình thua Lý, Tuấn My thua Lý, Đô Vi Thành Đô Đi chơi đi Học vừa thôi Học gì đến tận đến, tận, đến, hai mắt xem nhá yeah. Trong ngành công nghiệp nước giải khát thì khí được sử dụng để tạo gas Cho nhiều loại đồ uống Công thức học của nó là khí CO2 thôi nhá yeah. Carbon dioxide hôm trước vừa học xong Đúng không? Con số 19 à, Hoàng Sơn Rồi ước được đi chơi Hoàng Đình Nam Đôi khi cuộc sống nó có những cái điều ước nó giản đơn lắm à, Vào những cái ngày lễ mà mọi người ra đường thì mình không được ở nhà Kiểu như thế Nhưng mà đâu phải là ước là được đâu nhá. Kim loại nào sau đây có độ cứng cao hơn so với các kim loại khác Thì làm sao sánh bằng cái độ cứng đầu của Crush Đúng không ạ? Chrome nhá, cơ số 20 Quá quen rồi Nước cứng ở nước sẽ chứa nhiều các cái ion C2 cộng và MG2 cộng nhớ chưa? Đáp bán A nhé Rồi đẩy view cho thầy đi Nguyễn Kiên, Nguyễn Thanh, Minh Tiến, Trịnh Bình 19 chốt CD Văn Thiện Văn Thiện đi chơi thấy có lỗi quá Rồi, câu số 21 Tăng câu số 21 là chúng ta sẽ bắt đầu tăng cái độ khó của cái đề lên đúng không ạ? Đề này thì nó sắp xếp nó không theo thứ tự gì cả đúng không ạ? Nguyễn Thanh, Vũ Vân Anh, Nguyễn Phương, Lê Hùng, Nguyễn Kiên Rồi, rất tốt câu số 21 đi làm bài tập này Bài tập này thì nó cho điểm thôi phẩy uh, 2,8 gam kim loại M này chưa biết hóa trị nhé tác dụng với khí clo dư thì em thu được là 8,125 gam muối, người ta hỏi em kim loại m là gì. Người ta nhìn vào các kim loại này thì có hai ông này là hóa trị 2 này. ông này là hóa trị 2 à 3 này, đúng không? Ông này hóa trị 2 hoặc 3, nhưng mà tác dụng clo phải đẩy lên là là là, là FeCl3 rồi, anh này là 3 này. Đấy, chúng ta nhìn thế để chúng ta tí nữa chúng ta chia luôn. Nào, chúng ta sẽ có là tăng giảm khối lượng thôi hoặc là bảo toàn khối lượng cũng được, tùy các em, bảo toàn khối lượng nhá, hoặc tăng giảm như nhau cái số mol khi clo em tính được ngay. Đúng không? Bởi vì kim loại M này sang đây nó tạo ra được là là có thể là MCl2 hoặc là MCl3. Em thích em đặt là MCCLX cũng được nhưng mà thầy thấy là kim loại ở đây nó có hai nhóm hóa trị như thế thầy đặt như thế đây. thì ta sẽ có này. 8,125 em trừ đi 2,8 em chia cho M lớn lúc này là 71 cho thầy cái. Số mol nào? Bấm máy, số mol cho thầy đi. Mấy bạn mà mà có máy tính xịn bấm nhanh 8,125 trừ đi 2,8 đúng không? Chia cho 71 ra số mol của clo là 0,075 thì nó sẽ ta sẽ suy ra là uh, m lớn của anh m này luôn đúng không? Em lấy 2,8 em chưa chia cho 2,8 này đúng không? 2,8 chia cho bao nhiêu? 0,075 thì ở chỗ này chúng ta sẽ có là một là một là em Chia 2 phát nữa là không được. À, nhân 2 phát nữa là không được, đúng không? Em phải nhân 3. Em thử thôi. 2,8 này, nhân 3 này, chia cho 0,075 thì em ra là à, không được. Ta sẽ có là m chỗ uh, này là m nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 2,8 chia cho 0,075 đúng không ạ? Nhân 3. Nó có nhầm đâu nhỉ? số này ý, thầy đang muốn làm nhanh cho em tức là lúc này em sẽ có thể là bảo toàn e hoặc em viết ra cũng được đúng không? ta sẽ có là uh, như nào nhỉ n nhân với m đấy là sẽ bằng là hai lần số mol của clo quên mất phải chưa chưa có số 2 ta sẽ có m sẽ bằng là hai là uh, m sẽ bằng là kim loại m ấy là sẽ bằng là hai lần số mol của clo đúng không? hai lần số mol của clo là hai không bảy em có thể là chia đôi Thầy nghĩ là chia 3 đi, không, không nhằm 2, chia thằng này 56 nha, 2,8 này, trên này uh, 0, uh, bao nhiêu, 0,075 uh, này, nhân 2, đấy. sẽ bằng 56, nha đáp án chúng ta là C đấy, em thử thôi, cái này, này các bạn thử thôi nhé, có hai trường hợp là canxi maze thì nó là gì ạ? hóa trị 2 rồi, còn hai thằng này là hóa trị 3 thì em thử cho thầy Hoặc em đặt ẩn cũng được Thì nó hơi mất thời gian nhé Câu số 22 Câu số 22 là, là bài uh, liên quan đến bài toán nhiệt phân đá vôi 20 gram này nhiệt phân là số mon của ông này là 0,2 Đúng không? Thì em thấy là tỷ lệ mon là 1,1 thôi Ra ông này là 0,2 Nhân với m lớn của ông này là 56 Nha, Đuôi phải là 2 Đáp án chúng ta là 11,2 gram Tương đương một câu lý thuyết thôi Câu số 23 Thử mon nhanh hơn rồi ạ Thế thấy không được. Ồ ừ, thử mod nhanh hơn đấy. Ok, câu số 23. Rồi, rồi Nguyễn Phúc rất tốt dương văn bản. Câu số 23 là Tuy nhiên đến tận à, đến câu số 23 là đang cho một cái gì câu hỏi lý thuyết đếm và phần vô cơ vào đây là thầy thấy là chưa hợp lý. Tuy nhiên ấy, thì các bạn nhớ là thi thử của các cái sở tỉnh nhiều khi người ta sẽ không sắp xếp theo chiều là từ dễ đến khó đâu. Do đó mà có thể là đôi khi các em gặp ngay một cái mã đề mà cái câu hỏi vận dụng cao ngay ở đầu luôn đấy kiểu như kiểu như thế nhá do đó mà phải chúng ta phải bình tĩnh câu nào chúng ta làm được chúng ta làm trước thì đến cái giai đoạn tổng vô luyện đề thì sẽ có các cái bài viết hoặc các cái buổi tư vấn cho em cái cách các bạn có thể là, là 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 chấn an tâm lý khi mình làm đề rồi người ta hỏi em là số nhận xét đúng này để bảo quản kiểu loại natri kiểu loại kiềm thì nhúng nó vào ethanol gãy răng luôn gạch luôn nhá cái loại kiềm chúng ta cho ethanol vào đây ý, thì, thì thì làm sao ạ thì nó phản ứng với lại uh, kiềm ngay uh, đúng không thậm chí là 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 tạo ra là giải phóng ra khí hydro ngay. mấy em phải nhúng nó trong dầu hỏa để ngăn cách nó với môi trường nhá. Ok chưa? Có thể dùng thùng nhôm để đựng axit sulfuric đặc nguội được bởi vì nhôm hay là gì ạ là sắt hay là chrome chúng ta ý, là nó sẽ không phản ứng với axit sulfuric của HN3 đặc nguội. Dùng HN3 thì có thể phân biệt được hai cái oxit của sắt không? Phân biệt được. Vì sao? Ông này thì là số sinh hóa kịch trần rồi nhưng ông này số sinh hóa chưa kịch trần Do đó ông này mà tác dụng hno 3 thì vẫn có thể là sinh sản phẩm khử đấy, Có thể là thường đấy là N2 Đúng không? Rồi Long Hoàng, Huyền Trị, Nguyễn Công Hiển, Phan Tuấn Đạt, Thùa Lý, Kim Huệ Phèn chua được ứng dụng trong ngành thuộc da hay là công nghiệp giấy Chuẩn luôn rồi Phèn chua chúng ta công thức gộp lại của nó K, gì SO4 Tất cả hai lần chú ý nhé Ngậm 12 phân tử nước Đấy, Ok chưa? Cho dung dịch natri à quên nhầm amoni Hydrocarbonate vào NaOH đun nóng nhẹ này. Em thấy có mùi khai thoát ra thì chính xác luôn đó là NH3, bởi vì đây NH4+ Cộng nó sẽ kết hợp với OH- này sinh khí NH3 của em. Vậy chúng ta có là bốn anh phát biểu đúng. Về, Câu này thì cũng mềm mại nhỉ. Sắp tới trong khóa tổng huấn luyện đề các bạn sẽ nhận được cuốn sách nó gọi là cái cuốn kinh điển luôn. Ôi giời ơi, học xong cuốn này là thi lý thuyết không sai câu nào. Đó là 2005 câu hỏi lý thuyết dành cho lớp VIP 2K5 nha. Thì cuốn này thầy sẽ livestream chữa cho các em khoảng 50%. Đúng không ạ? Các bạn học xong cuốn đấy là coi như xong, thậm chí không cần ôn lại khóa chuyên đề. Rất xịn sò, ngày mai thầy sẽ nói sau cho các bạn. Rồi ok, chúng ta sang câu số 24. Câu này là về bài tập về carbohydrate. Thủy phân m gam tinh bột nếu xét với một mắt xích đó là C6H10O5 khi làm bài tập phần này thì sẽ bảo em là chỉ xét cho một mắt xích thôi thì em thu được là m gam m gam tinh bột và thu được m gam glu C6H12O6 công này m lớn là 162 công này m lớn là 180 hỏi hiệu suất của phản ứng thủy phân thì em lấy ngay là công này thì quá nhanh nhỉ 162 trên 180 thôi đáp án đúng không 162 chia 180 là xong Số mon bằng nhau mà thì Bằng 90% Đáp án C luôn 25 Ok Trịnh Bình cảm ơn em nhá Đã xinh gái mà lại còn động viên thầy Tuyệt vời Sắp tới thì thầy sẽ tích cực là Cố gắng là từ giờ đến lúc thi là Mỗi bạn là sẽ lên story của thầy Phạm Thắng một lần Để lưu giữ kỷ niệm Mất thời gian kinh khủng luôn đấy Nhá Tiếp tục nào Đỗ Hiền Hà Rồi Nguyễn Đình Hải thua Lý Tuấn My Huỳnh Quỳnh Hương 25 Huỳnh Quỳnh Hương chọn D Cho các cái chất sau ở đây em thấy này Ethylene, Acrylonitrin, Benzene và Metin, Meta quilat. Số chất tham gia phản ứng trùng hợp Để tạo polymer Nhưng mà là có tính dẻo Tính dẻo thì nó phải là gì ạ? chất dẻo Đây rồi Ethylene tạo ra PE à, hai ông này thì không đúng không ông này mà trùng hợp phải tạo ra tơ ô long hay tơ nitron hôm trước à vừa nãy vừa học ở câu đầu tiên Ông này thì thôi vứt đi nhé Benten không tính rồi Metin Meta trùng hợp cho thủy tinh hữu cơ Xin ngay đáp án chắc chắn đây Ok Thạch Thảo Nguyễn Xuân Lê Đại Tuyệt Dương Văn Bản Phước Thiện Cảm ơn Nguyễn Hoài Minh động viên thầy uống nước nhá Rồi Mai cho Hoài Minh lên story thầy Phạm Thắng luôn Ok cảm ơn mấy đứa Câu số 26 Câu này liên quan đến ứng dụng thực tế nhà bạn nào nấu rượu là, là nét căng này Khi sản xuất rượu Atlix đúng không C2H5OH bằng phương pháp lên men tinh bột quá quen rồi phần còn lại sau khi trứng cất được gọi là bỗng rượu và uh, bỗng rượu các em nghe bao giờ chưa bỗng rượu hoặc là bỗng rượu đấy đúng không uh, bỗng rượu để lâu trong không khí tức là bỗng rượu nó sẽ chứa là anh ăn côn này chúng ta để lâu trong không khí bị oxy hóa tạo ra axit acetic ok chưa có vị chua này này khi dùng bỗng rượu nấu canh thì thường có mùi thơm thầy chưa dùng bỗng rượu nấu canh bao giờ bởi vì thầy sợ là ăn nó bị say chất tạo nên mùi thơm ấy. bình thường là hóa chất mà tạo ra mùi thơm thì chúng ta học ở chương trình phổ thông đó là anh este rồi là vì hai đồng chí này nó phản ứng với nhau thôi đúng không hai ông này sẽ phản ứng với nhau để tạo ra gì ạ đây này ông này sẽ cộng lại với cái phần ăn của chúng ta kia để tạo ra ete chúng ta thấy viết nó hơi gối vào nhau este chứ metin à, à quên nhầm ngược lại chứ ts 3 co 5 năm nhé thì ông này có mùi thơm đây đáp án chúng ta là c rồi có hai Nấu canh cá ngon lắm thầy ơi Nguyễn Phúc Nào nấu nấu ship thầy bát nhá Chưa ăn canh cá bỗng rượu bao giờ Câu số 27 Hỏi em về tính chất hóa học của một cái oxit của sắt đó là Fe2O3 Đúng không? Thì ông này không phản ứng với hóa chất nào em Ông này là oxit bazơ Đúng không? Oxit bazơ chúng ta phân biệt được học từ hồi lớp lớp 8, lớp 9 rồi. Oxit tạo bởi kim loại vô oxy ấy thì nó sẽ không phản ứng với kiềm Đúng không ạ? Nhá, không phản ứng với kiềm Ok chưa? Câu số 28. Trần Quang Trung. Hoàng Đức Tú Nguyễn Nguyễn Công Huyền Thì Dương. Rồi, câu số 28 là mấy đứa? Bài tập ở mức quá nhẹ nhàng đối với lại phần amino acid này, Cho không phải hai mon ala phản ứng với NaOH dư. Khối lượng của NaOH tham gia phản ứng. Khối lượng của NaOH tham gia phản ứng hả? Thế ông này có một nhóm COH thì phản ứng với NaOH thì tỷ lệ mol là một số mol của nào hát sẽ là gì ạ? 0,2 x 40. Đáp án chúng ta là D chắc chắn rồi. Nhẹ nhàng quá nhỉ. Câu số 29 nào. Rồi Huyền Trư Chi, Dương Thu Phương, Phan Tuấn Đạt, Huỳnh Quỳnh Hương. Hôm nay cũng nhận đội này đông thật ấy Không chịu đi uh, chơi Valentine gì. Sợ thật. À tim như thầy cái em. Ô, mạng mạng vẫn xoay à? Tôi chết rồi. Nãy giờ mình cứ nhìn nhìn thấy nó nhìn mấy uh, mắt xem hóa ra không phải à? Để thầy kiểm tra lại mạng cái nào. Thầy thấy uh, mạng vẫn ngon mà. Mạng bị mờ quá. À? Mạng em xem được không em? Bình thường Nguyễn Tiến Dũng Mạng ghét đạo rồi Thầy hô thêm tí nữa lên 10k Chết là kiểm tra lại cho thầy mạng cái thế nào Đấy các em thấy không Chứng tỏ là một điều là gì ạ là, là bắt đầu là các bạn của gì ạ? Đối thủ của các em bắt đầu là học Ác phết rồi đấy nhá Không phải ở dạng vừa đâu đúng không Bắt đầu là học trâu lại đấy Bình Duy mạng ngon Nguyễn Diễm cho thầy xin một giây thầy kiểm tra lại mạng xem nào các em kiểm tra lại thầy thấy là mạng của thầy là vẫn ngon đấy nhá thầy là người yêu của bọn em Nguyễn Thị Việt Anh cảm ơn em rồi câu số 29 đi mấy đứa 29 nào nói thôi chứ học là học chơi là chơi nhằng cái là là chẳng mấy là thi cử đến nơi rồi đúng không xà phòng hóa hoàn toàn STX là C5H10O2 mạch hở trong dịch NaOH đúng không thu được hỗn hợp ở đây nó gồm muối là natri propionat đấy thì em phải biết được cái công thức của anh này Đúng không? Đó là C anh nào có 3C, C2H5 COONA. Đúng không? Và cái anh ancol y thì em thấy là em chỉ cần bảo toàn carbon thôi. Nha cái gốc axit này em bỏ anh natri đi này thì bảo toàn carbon này, tổng carbon này là 5. Chỗ này nó tiêu mất là bao nhiêu? 3 carbon rồi chỗ này là ancol chúng ta sẽ là còn 2 carbon. Em bảo toàn hydro 10 chứ 5 này đây C2H5 này. Còn ancol chúng ta tách ra đó chính là ancol ethylic B số 30. Ok vào đây câu số 30 nào kiểm tra cho thầy xem là mạng mẽo vẫn ổn chưa đấy Thầy thấy là mạng vẫn ngon đấy nhá Đức Thịnh thầy ơi cho cháu hỏi kim loại dẫn điện tốt nhất là kim loại gì Ờ à, Thịnh ơi Bây giờ còn hỏi câu đấy à, ông Thịnh Không lắm mấy Kim loại dẫn điện tốt nhất cứ nhớ là bộ đội Việt Nam nhá yeah, Bộ đội Việt Nam Ok chưa yeah. Bộ đội Việt Nam Bộ tức là gì là bạc Được yeah. chưa đội tức là đồng ok chưa? việt tức là vàng nam tức là nhôm ok chưa? đây bạc đây bạc là dẫn điện tốt nhất sau đó đến đồng xong đến là vàng đến nhôm đấy là cách nhớ nha. Yeah. ông cháu nha, yeah. ông cháu vừa hỏi uh, chú đúng không nhá yeah. xong chưa dẫn điện dẫn nhiệt như nhau thôi điện nhiệt như nhau nhá yeah. Câu số 30 là một cái câu chất béo uh, Ở mức độ có thể coi là mức độ uh, trên thông hiểu tí rồi Câu này thì thầy thấy là một số bạn cũng làm được rồi đúng không? Các em có làm được câu này không? Có cần thầy, thầy phải chữa kỹ không đấy? Ừ, kỳ duyên rồi Phạm Hoàng Thiên Kim Chi glycerid X được tạo bởi glycerol này Và ba axit béo gồm axit palmitic Xong anh này là C17 À quên nhầm C15 H31 COH đúng không ạ? Acid oleic không no C17H33COH lâu lắm không làm chất béo nhỉ. Và Acid y. Vậy là anh Acid y người ta không nói cho em biết là anh này là 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 axit gì, no hay không no đúng không? Nhưng mà nó là Acid béo. Bây giờ cho 49,56 g E gồm X và Y tức là 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 anh triglyceride này và anh Y này. Tỷ lệ mol tương ứng 1 2 tác dụng với cao H em chú ý đây cao H nhé. Thu được glycerol và 54,88 g muối rồi hai phần không bằng nhau đấy nhá chú ý này trên này là cho 49,56 gam dưới này amon hỗn hợp e tác dụng vừa đủ brom thì tôi thu được là 63,40 không gam sản phẩm hữu cơ giá trị của a thì câu này chúng ta làm như nào câu này thì chúng ta có như sau luôn thầy làm luôn nhé cái hỗn hợp e này câu này không có không hỗn hợp e chúng ta phải là gồm x này x của chúng ta là gồm gì pan Đúng không? c 15 h 31 COO này. Đấy, axit oleic này, c 17 h 33 coo này. Ok. Thế còn cái ông Acid y thì tôi chưa biết tôi gọi R LR thôi. RCO, giải rất là thuần không cần phải quy đổi gì cả. Đấy, còn anh y này chúng ta biết rồi, y nó chính là cái gốc RCOH, RCOH này. Đúng không? Xong nhá. Bây giờ cho nó tác dụng với lại cao H ồ oh, cho tác dụng với KOH đúng không? Tôi sẽ thu được muối. Thực ra thì viết muối luôn cũng được. Muối của tôi thì tôi sẽ gồm là gì? C15H31 COOK, C17H33 COOK và RCOK. Đúng không ạ? Cộng với gì? Anh này thì thu được Glycerol C3H5 OH tất cả 3 lần. Anh này phản ứng cao hát sinh ra nước Ok chưa? Đầu bài cho em thông tin này Đầu bài cho thông tin thứ nhất là khối lượng của này 49,56 gram Đấy Ok chưa? Đầu bài cho em khối lượng của muối đây Muối đây là 54,88 gram Được chưa? Vậy là tỷ lệ mon này Anh này là x cho số mon là x đi Y cho số mon là 2x đúng không? Bởi vì tỷ lệ 1,2 mà Thế vậy thì chất béo chúng ta tác dụng cao hát theo tỷ lệ mol là 31 31. Đấy ông này là 3x cộng với đây ông này là 11 nữa là 2x tổng số mol ngoài là 5x. Số mol của glycerol thì bằng số mol của chất béo ban đầu x, số mol của nước thì bằng số mol của axit 2x. Bảo toàn khối lượng ra x. Ô cô này mềm câu này thì khá mềm này mấy đứa này câu 30 nhá câu này khá mềm đấy không không phải quá khó đối với chất béo câu này là mềm bảo toàn khối lượng bảo toàn khối lượng em có này. M của E này là 49,56 cộng với M của KOH thì M lớn của nó là 56 em nhân với số mol 5x. Mấy đứa bấm cho thầy đi bằng M của muối đâu bài cho rồi, 54,88 cộng với M của hai anh này, glycerol nó là em nhân với 92, còn lúc này em nhân với 18, tổng lại 92 cộng với lại 18 nhân đôi là bằng 128x. Từ đây rút ra cho thầy x Đỗ vi cho thầy x bằng 0,035 Cảm ơn vi sinh gái Đấy à, nhá Vi có rất nhiều người yêu rồi nhá Nguyễn Khoa, Nguyễn Thành Rồi cảm ơn mấy đứa Chào Hương Giang, Hương Giang vào đi em Ok chưa Xong Thế bây giờ chúng ta có là gì Chúng ta nhìn vào đây Số mon của anh C15H31COK Số mon của nó đây Một gốc X Đúng wow. không Thì điền đây là 0,035 vào thôi anh này cũng là 0,035 vào Anh RCOK thì nó hai gốc Một gốc đi vào đây Một gốc nằm ở trong này là X Một gốc đây là 2X Tổng của nó sẽ là 3X 3X sẽ bằng là bao nhiêu? 3 x 0,035 0,105 nhé chỗ này thầy ghi luôn nhé là 0,105 mon Đấy, Vậy thì em chỉ cần bảo toàn khối lượng cho thầy chỗ này là em ra R Đúng không? Bảo toàn khối lượng hơn nữa Bảo toàn khối lượng đi Thôi thầy không tính nữa nhá Mà em bảo toàn khối lượng cho thầy cho muối Đấy à, là em xin cho thầy R nó bằng bao nhiêu Chừng nào thầy đề trước đây Nghệ An Để thầy xem nó thứ năm luôn Có gì đâu Nhá yeah. Thứ năm chưa luôn Nhưng mà phải xem đề nó có hay không đã Rồi Huyền Chi Rồi Huyền Chi bấm cho thầy xem R bao nhiêu Mấy đứa bấm cho thầy xem nào R bằng 235. Rồi 235 là gốc nào có nhớ không? Cái phần uh, gì ạ? Phần uh, phần phần uh, chất béo thầy đã dạy rất nhiều rồi. R gốc uh, 235 nó chính là gốc của anh nào đấy? C17H31 thôi. Đúng không? Gốc này là gốc linole COO gì đấy đúng không? Là của linoleat đấy đúng không? C17H31 em tìm ra gốc R rồi. Thế thôi, thế thôi em thay vào cho thầy em tính ra cho thầy nào. LR, gốc R xong nhá mươi 235 là ra được là ông này nó có mấy pi này. Ông này trong này chúng ta là ông này nó có là là hai liên kết pi C nối đôi C đấy. Thế vậy thì ở đây người ta thấy là à, thầy kéo đây cho mấy đứa nhìn nhá. Đến đây là coi như là bài toán xong rồi em chỉ cần nhân ra nữa số mon brom nữa là xong thôi. Số mon brom khi nó phản ứng với uh, cái anh e trong 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 từng này gam e ấy thì anh này em thấy là anh này no này. anh này không có liên kết pi CC nào. Nhưng mà cái gốc gì ạ? gốc oleat của chúng ta này nó có gì ạ? có 1 pi đúng không cái gốc này chúng ta r em thay vào đây c 17 h H3, 31 nó có 2 pi cc đấy tổng là 3 pi đấy, ông này là đây là có 2 pi đúng không thế vậy thì qua đây ta nhanh chóng tính được ngay cho thầy là số mol brom ngay lúc này nó phản ứng với là từng này gam e thì nó sẽ là bằng là 3 lần số mol đây này 3 pi này 3 lần số mol của x cộng với hai lần số mol của y Tổng lại xem nào. Nhá. À, chính bằng là 3 này nhân với lại x đấy đúng không? 3 nhân x cộng với lại 2 lần số mol của y là 2 nhân với 2x đấy. Và bằng bao nhiêu? 7x. 7x thì 7 nhân 0.035, 7 nhân 0.035 thì nó bằng 0.245. Ok chưa? 0.245 mol này là mol e là mol brom quên. 0.245 mol brom thì nó sẽ em bảo toàn khối lượng phát nữa thôi lại bảo toàn khối lượng bảo toàn khối lượng cái này thì thực ra nhẩm thôi nhé nhưng mà thầy muốn trình bày cho em em nhìn thấy ta sẽ có là bốn mươi chín sáu gam e cộng với lại bao nhiêu không phẩy hai bốn mươi năm mon Brom đấy thì lúc này em sẽ ra được là bao nhiêu gam nào 49 bảo toàn khối lượng 49,6 cộng với

thôi rồi thầy nhẩm như thế nhiều khi là các bạn lại 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 không hình ra hay không hình dung ra nhỉ tám tám phẩy bảy ô thế này lẫn hết à lẫn hết à người ta hỏi em là amon cơ mà đây là người ta hỏi em là amon hôn hợp e cơ mà đúng vâng không amon hôn hợp e amon hôn hợp e ô thế gì lại phải tính số mol của e nữa quên số mol của e đây là 3 x này nha mon e đây là 3x 3x sẽ bằng bao nhiêu 3 x 0,075 con này lại thành ra lại mất thời gian của thầy rồi là 0,105 0,105 tôi gọi trình bày như này nhá 0,105 uh, e thì em cần phải dù ra được là bao nhiêu uh, cần phải ở đây là uh, 0, uh, 88,76 gam sản phẩm hữu cơ đúng không thế này 88,6 76 gam sản phẩm hữu cơ bây giờ là 63,40 thì em ra được bao cần phải dùng bao nhiêu mon e đấy em nhân chéo thầy thôi ok 63,40 nhân với lại 0,105 chia cho thầy với 88,76 không yeah. phẩy không bảy nha đáp án là a đúng không kiểm tra cho thầy gái em mà xem đúng đáp án a không đấy là câu 30 câu 30 thì thực ra thì nói thầy là 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 Uh, trình bày kỹ thì các em thấy nó lâu rồi chứ thực ra đây nó sẽ có mỗi từng này thôi tức là bảo toàn khối lượng cho thầy là chính nhá yeah, xong chưa chỗ này chỉ là nhân chéo thôi Sao có số 31 nào còn bạn nào đang xem livestream sao thầy không đọc được comment mấy đứa nhỉ không nào đọc comment được đâu à đây rồi trịnh bình trịnh bình chọn 31 là a hả 31 chọn a Đúng đây <laughs> Đúng chưa Tinh bình 30 chọn A rồi ok ST thôi thầy chữa nhá STX này đa chức no Đa chức mà đây đa chức Và em nhìn vào số nguyên tử oxy là N em chưa biết là N bằng bao nhiêu cả đúng không Nhưng em biết nó no này Đấy. Mạch hở tức là em trừ trường hợp nó ST phenol này Có công thức là khá đặc biệt Cái bài này thầy chữa rất nhiều rồi có thể với các em thì có thể lần đầu. Nhưng mà trong khóa tổng ôn luyện đề sắp tới sẽ có là gì ạ? là là trong sách ấy sẽ có một loạt các câu theo kiểu biện luận công thức cấu tạo ST hay là hợp chất hữu cơ để em không phải lo nhé. À, năm ngoái là thầy là là, là là trong đề thi tốt nghiệp là thầy là thầy đã đoán cho các anh chị ôn là trúng luôn y hệt luôn. CNH8ON em nhìn ở cái cái anh X thì chúng ta em thấy nó có đặc điểm là xuống cái từ carbon nó giống cái gì ạ? bằng xuống cái từ Oxy Đúng không? Ngay ở đây em chả cần đọc thêm em có thể là tính được ra N luôn Bằng một cái cái, cái, cái gì ạ Cái tính độ vượt độ hòa K thôi Đúng không Xem cho thầy lại trong cái khóa vật dụng cao Thầy đã hướng dẫn em cách làm cái dạng bài này rồi Đầu tiên đấy Là em nhớ cho thầy Là K của chúng ta Cái X ấy, thì nó có phải bằng là Liên kết pi uh, Tổng số liên kết pi cc đúng không Nhưng anh này anh no rồi Nó không có liên kết pi c đối đôi c đâu mà ông này ông chỉ có là là, là liên kết PC nối đôi O thôi. Đúng không? Nhá. Thế do đó mà em nhìn vào đây cho thầy là không có liên kết PCC thầy xóa luôn. Vậy là anh X này có gì ạ? Đồ bất bão hòa K sẽ bằng là bằng số liên kết PC nối đôi O. Mà số liên kết PC nối đôi O bản chất của nó thầy đã nói rồi nó chính là PCOO đây. đúng không? À, PCOO mà cái, cái số liên kết PCOO này này của chiếc ST ấy thì nó chính bằng 1 phần 2 số gì ạ? Số nguyên tử số nguyên tử oxy có trong cái công thức phân tử này. Đấy bằng 1 phần 2 số nguyên tử oxy tức là nó chính bằng là gì ạ? Bằng 1 phần 2 N. Số nguyên tử oxy đây bằng N mà. Thế vậy thì em áp dụng cho thầy là công thức là KX thì chính bằng 1 phần 2 N vào. Đấy. Yeah, KX thì bằng gì? Nào, ta sẽ vậy ta tương đương. KX thì bằng 2 lần số nguyên tử carbon là 2N cộng 2 trừ đi số nguyên tử hydro là 8 tất cả chia đôi và bằng bên này 1 phần 2 n từ đây ta rút ra n bằng mấy n bằng 6 nghĩa thành nam đúng rồi n bằng 6 thì em suy ra cho thầy anh x của chúng ta có công thức rất quen C6 H mấy H8 O6 có 6 nguyên tử oxy mà nó Ester đa chức mạch hở nhé thì nó là este 3 chức đúng không nó có 3 nhóm gì ạ COO Xong chưa? Ok nhá. Thế bây giờ là không cần phải đọc thêm, ta nhẩm luôn này, nó có ba nhóm CO đúng không? Thì ta nhẩm này, nó có một nhóm CO đây, đúng không? hai nhóm CO và ba nhóm CO. Được chưa? Ba nhóm CO nhá. có 6 nguyên tử carbon thì nó đã tiêu mất 3 nguyên tử carbon vào nhóm chức à? à, được chưa? Bây giờ đọc tiếp này. Xà phòng hóa hoàn toàn x bởi nào hát dư tôi thu được y gồm hai muối. E và F trong đó ME nhỏ MF nhá của hai axit carboxylic hơn kém nhau một nguyên tử carbon đấy, đấy chặn tại đây hai uh, hai axit carboxylic hơn kém nhau một nguyên tử carbon và hỗn hỗ hợp ancol gồm hai ancol tức là hai chất ấy, G và T trong đó MG nhỏ MT và cũng hơn kém nhau một nguyên tử carbon vậy là nhầm thôi à giả sử là ông này đi từ nhỏ nhất đi ông này là HCO gì đó muốn tạo ra hai ancol ấy hai ăn côn thì ông một ăn côn đây phải ăn côn đôi ăn côn đôi thì ít nhất là gì ạ? là phải một hai c chỗ này hai c à, đúng không mà no mà st đã no rồi thì tất cả những đồng chí còn lại cũng no thôi Nhá yeah. là uh, đây là c hai bốn rồi đã c hai bốn thì em thấy nó tiêu mất bao nhiêu năm nguyên tử carbon rồi mà tổng chỉ có 6 đấy nhá để ý này tổng chỉ có 6 đây này đây là ba đây là hai là năm rồi năm rồi thì bây giờ muốn sinh ra một ăn côn ấy thì cái chỗ này chúng ta phải là ăn côn Mà ăn côn đó thì Muốn là ăn côn thì phải là ít nhỏ nhất là, Ăn côn no thì phải là set 3 Không thể là hydro được cái Lúc đây thành axit mất rồi nha. Thế đây mới có một muối thôi Thế thì muốn một muối nữa thì muối nữa Thì hai thằng này thông nhau à, Đúng nhỉ kiểm tra cho thầy chưa nào Chuẩn chưa Giống số 2 không à, Thì đây chắc chắn là ít rồi Chỉ có một công thức cấu tạo duy nhất thôi Và kiểm tra về xem hơn kém nhau nào À, hai axit đúng không muối của hai axit thì muối này nó nó sẽ tạo ra là, là, gì khi mà thủy phân nó sẽ tạo ra là gì một là anh HCONA cắt tại đâu cắt tại đây ra ông này HCONA tiếp cắt tại đây cắt tại đây ra một ông hai chức là CO muối hai chức muối của axit hai chức một muối nữa hai ông này là ông này một carbon ông này hai carbon vậy hơn kém nhau một nguyên tử carbon chuẩn chưa bây giờ ăn côn nào ăn côn Ancon thì ông này ra là CS3OH chắc cú luôn rồi Ông kia là C gì ạ C2H4OH hai lần Sai làm sao được nữa Hơn kém nhau ha gì ạ Một carbon chuẩn chưa Thế vậy thì đi bây giờ kiểm tra này à, Anh hai uh, muối thì anh anh E nhỏ anh ép Vậy ông này là E Ông này là F Được chưa phải điền đúng, đúng rồi nhá à, Ông G nhỏ ông T Vậy ông này ông G Ông này ông T Cháu xin ngay nét căng Xong rồi đấy Đúng không ạ? Mấy đứa có đang xem không đây? Số số 31 thế nhá. <laughs> số phát biểu đúng này. Có hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ trên, chỉ có một duy nhất một công thức như này thôi. Đúng không? Vậy là A sai gạch. Các chất trong Y đều có khả năng trắng bạc, Y đầu Y là muối, muối thì chỉ có mỗi ông này trắng bạc thôi. Ông này trắng bạc, vậy câu này sai gạch nốt. Nhá, trắng bạc chỉ có ông này trắng bạc thôi. Ông này không. Từ ethylene có thể tạo ra T bằng một phản ứng T đâu? Được Đúng không? T là ethylene gây côn Thì uh, từ ethylene chúng ta oxy hóa nó c 2 s 4 em cộng với KmnO4 Cái này học từ lớp 11 rồi Nhớ không đây? <laughs> Đúng không ạ? À, Kim Huệ, Ngọc Tiên, Văn Thiện, Lục Vĩ Hào Văn Thiện nay đi chơi có vẻ là vất vả nhỉ Lâm Nghi Rồi Ok nhá Ông này oxy hóa KmnO4 Và nước em sẽ ra được cho thầy là gì ạ ethylene glycol CH4OH tất cả hai lần cộng với lại là MnO2 um, rồi cộng với lại uh, cái gì đó nữa thầy quên rồi cao H gì đó đúng không mấy đứa kiểm tra lại cân bằng cho thầy là ý C đúng này ý D là đốt cháy hoàn toàn F F đâu chú ý F chúng ta có hydro không không có hydro vậy đốt cháy thì làm sao sinh ra được nước được vậy D gạch đốt muối này không sinh ra được nước từ G điều chế acid acetic bằng phương pháp hiện đại G đây là gì ạ? Methanol chúng ta có cái phương pháp là dùng CO đấy Đúng không? Có quen rồi CH3OH chúng ta dùng CO Phương pháp hiện đại trong công nghiệp để sản xuất acid acetic Và chúng ta có là đáp án Chúng ta chắc chắn là đáp án C rồi Tại sao được câu này nữa Huyền Chi Nha, Dương Vũ rất tốt Phạm Và Hoàng Tiên Kim, Kim Huệ Ok, câu số 31 có thể coi là câu ở mức độ là Vận dụng, vận dụng cao rồi nhưng mà nó đặt ở câu 31 là tương đối là khiến cho các bạn cảm thấy là sợ sệt đấy do đó mà số lượt view nó sẽ giảm mà, trông thấy ngay đúng không rồi các bạn thả tim cho thầy cái có động lực cái thầy uống ngụm nước là chiến câu số 32 với em Ta à, đẩy tiến độ lên một tí mấy đứa nhá câu số 32 nào ừ, rồi Kim Huệ Nguyễn Tuấn Bảo Đỗ Hiền Hà Trịnh Bình Quốc Việt Huyền Chi rồi Trịnh Bình rất tốt Trịnh Bình ơi Hoàng Sơn, Nguyễn Kiên, Phùng Tiến Đạt, Nguyễn Thanh Các em đều chọn là A Chuẩn chưa đấy Rồi cho M gam hỗn hợp X ở đây gồm 3 kim loại mấy đứa này Maze sắc đồng Tác dụng với oxy tức là oxy hóa Đội này thanh là gì ạ 44 gam hỗn hợp Y gồm các oxy kim loại Sau đó Hòa tan hết Y bằng 24 loãng dư nhé Chú ý là loãng dư này Tôi thu được dung dịch Z Cuối cùng tôi cho toàn bộ Z nó vào nào hát dư Tôi thu được kết tủa Hỏi giá trị của M câu này ấy thì là vừa rồi là bài toán về gì về kim loại các thứ và sắt và quy đổi về oxit cứ thứ thầy đã dạy rồi em hãy coi cho thầy hỗn hợp X này gồm các kim loại là ba kim loại này ta sẽ có như sau nhá em sẽ quy đổi cho thầy quy đổi này em nhìn này oxy khi phản ứng với các cái kim loại này nó sẽ tạo thành oxit mà oxit thì là chính là anh Y này nó chỉ gồm là là các cái kim loại này với oxy thôi thì thầy gọi đây là kim loại và oxy đi đúng không Thế bây giờ ấy, là em hòa nó bằng 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 2S4 Hòa anh Y này bằng H2S4 này Đúng không em? Em thu được dung dịch Z của em Z của em bản chất của đó ấy, Là nó gồm các cái ca kim loại Thấy gọi là kim loại luôn đi nhá Khối lượng như nhau mà Và S4 thì hai trừ là các cái muối xuân phát đấy Sau đó thì làm sao? Ta lại cho Z này tác dụng với Nam H Dư Thì em thấy là thu được lúc này là kết tủa Kết tủa là, là, là của các cái ca kim loại đấy Và OH trừ Vậy bây giờ đầu bài cho em thông tin gì? Tôi cho là Y là có khối lượng rồi Là 44 gram Đấy, Tôi cho kết tủa ở đây có khối lượng rồi Là 58,4 gram Bài này người ta muốn em là xoáy vào cái gì? Xoáy vào cái mối quan hệ giữa gì Là oxy Và OH trừ ở trong Kết tủa này Em nhìn nhé Là một nguyên tử oxy này khi thay thế ở Trong oxit khi, thay, khi mà tạo thành kết tủa ấy, thì nó sẽ thay thế là hai cái gì hai cái nhóm OH luôn là như vậy Nhớ chưa do đó mà em chỉ cần dùng tăng giảm khối lượng thôi ta sẽ có ngay là số mol của gì oxy có trong y luôn chính bằng chênh lệch khối lượng hai này 58,4 này em trừ đi cho thầy 44 trên gì ạ chỗ này các em rất hay sai nhớ là một oxy thay bằng hai OH nhé vậy là OH đây là bao nhiêu 17 phải nhân 2 sau đó em trừ đi m lớn của ông này là 16 em ra kết quả Đỗ bi cho thầy ra bằng 0,8 mol Thì đây em thay ở đây chỗ này là 0,8 mol Đấy 0,8 này em nhân cho thầy 16 Cho em lấy 44 trừ đi Cái khối lượng này là em ra được cho thầy M Bằng Ở chỗ này thầy giải thích thêm cho những bạn nào yếu Để các em nhìn thấy thôi chứ còn không phải là khó nhá Thầy giải thích thêm cho em vì sao mà diện một oxy trong oxit khi mà thành hydroxit lại thay hai em nhìn lên đây này Kim loại em có gì ma sắt đồng thì lấy anh đồng đi đúng không đồng thì khi mà phản ứng với oxy phải ra đồng oxit không thì nếu mà em tóm lại là vân 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 em ra được là đồng hiroxit em thấy có phải là rõ ràng là một nguyên tử oxy này thay thế bởi là bị thay bằng hai nhóm gì oh không được chưa hoặc là bây giờ là, là Maze đây cũng thế Maze tương tự rồi Maze oxit thì có phải tạo ra là mg oh tất cả hai lần không đúng không Thế bây giờ nhiều bạn bảo thấy ơi, sắt, sắt mà khi mà oxy hóa trong oxy tạo ra nhiều oxit lắm Ok, nhiều oxit thì ví dụ FeO thì tương tự nhớ FeOH 2 lần Có phải 1 oxy thay 2 OH không? Thế là Fe2O3 đi Đúng không? Fe2O3 Nào, ra là FeOH tất cả 3 lần đúng không? <laughs> thế nhưng mà đây là bảo toàn sắt đây, nó có 2 2 sắt Thế vậy là mấy oxy? 3 oxy 2 x 3 là 6 OH 6 chia 3 trả 2, tỷ lệ 12 Đúng không? Thế nhiều bạn lại bảo nữa là Fe34 gì thì fe 34. fe 34 thì nó tạo ra hai anh thôi. Hiểu rõ bản chất là ok, một là FE OH tất cả hai lần và hai là FE gì OH tất cả ba lần. Đúng không? Ta thêm hai vào đây. Ta đi nhầm. Ta thêm hai vào đây chứ. 2 vào đây đúng không? Vậy là ở đây có 4 oxy. OH ở đây là 2 với 2 3 là 6 là 8, 8 4 trả 2. Nha, đấy, nhớ lần sau mà gặp bài này cứ làm như này cho thầy thôi. Lấy mỗi là thằng này trừ đi anh này chia cho 16 là xong à, chia cho chênh lệch khối lượng là xong vậy là một oxy được thay thế bởi là hai nhóm OH luôn là như vậy với các oxit nha yeah. rồi ok vậy là đáp án chúng ta đó là 31,2 mươi gam theo các bạn Câu số 33 là cái câu mà xu hướng của những cái năm gần đây Tức là sơ đồ chuyển hóa của vô cơ Câu này thì là ở thuộc dạng câu cho điểm thôi Tuy nhiên cũng có câu là cũng khoai phết đấy Người ta cho em cái sơ đồ em nhìn thấy nó nó như thế này X cộng với Y ra Z Z cộng lại Y lại ra T T cộng với X ban đầu này là ra Z tiếp Z cộng với E ra BA CO3 Trong đó chất X được gọi là sút ăn ra Vậy chốt ngay X đó là nào hát Sút ăn ra là nào hát Y, Z, T là các hợp chất khác nhau I, Y, Z và T là không giống nhau. Mỗi mũi tên với là một phản ứng hóa học. Người ta hỏi em T và E. nào T và E ta nhìn vào đây E có ba gì có, có 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 E có là gì có, có có mỗi ông này là khác rồi này. Đúng không? Có đâu là E chính là bari hiroshit. Vì sao? Bởi vì ông này là kết tủa. Đúng không? Bari phốt phát chúng ta kết tủa mà E nó nằm đây. Nếu mà là Barry phốt phát kết tủa nó có tan đâu mà mà mà, mà phản ứng được Z đây nhá không phản ứng đúng không? Đúng nhỉ? Loại C rồi nhìn nữa khả năng loại C ngay Nhưng chả bao giờ cho ông này đứng của mình đâu Bây giờ là ta biết được là E sẽ là Barry Hiroshit rồi Barry Hiroshit thì ông này ông cung cấp ion BA2 cộng ông đi vào đây Đấy vậy thì cái muối Z này nó phải là muối carbonate đúng không? Ông Z này của chúng ta nó, nó sẽ phải là gì? Hả à, em? Z này là phải là muối carbonate mà muối carbonat này ấy là 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 à, em nhìn vào đây này, các cái đầu gốc này, muối carbonat thì em gạch D đã này. Thì nó là một trong hai ông này. Đúng không? Đấy thì em thử thôi. Em thử dần cho thầy. Z này, Z là là là, là na 2 siêu 3 chẳng hạn. Nếu Z là na 2 siêu 3 đây này, thì Z đây cũng là na 2 siêu 3 này. Thì anh Y này của chúng ta nó là gì nhỉ? Y chúng ta sẽ là là CO2 đúng không? Y là CO2 đúng không? Ở đây Y cũng là CO2 Thế nếu mà CO2 nó phải đứng nào hát thì em biết hai tỷ lệ là 11 và 12 11 thì nó sẽ ra là muối Nari Hero các bạn 12 nó ra muối Na 2 CO3 Vậy đáp án chúng ta là gì? Là, là, là nó phải là gì nhỉ? Ở đây nó ra được là Z sau đó thì anh Z này lại tác dụng với CO2 ra anh T ấy. thì anh Z này thầy thầy nghi nó phải là NaH CO3 học wow, CO2 cộng Na thì nó phải là NaHCO3 rồi. Thì NaHCO3 sẽ uh, đúng nhỉ? Cộng với y CO2 ra được T. Đúng hay em nhỉ? Nó phải là Na2CO3 chứ, Z nó phải là Na2CO3 chứ nhỉ? Kiểm tra lại cái nào, Z nó phải là Na2CO3 thì mới phản ứng được tiếp với CO2 và nước để tạo ra T, T là NaHCO3. Nha, vậy đáp án chúng ta là B. Ok chưa? Viết phương trình phải đứng ngay nhá. thầy không viết đâu nhá, mấy, mấy đứa cái này tự viết thôi. Xem lại cho thầy cái bài toán uh, phần bài tập về uh, gì nhỉ? Kim loại kiềm thổ, kim loại kiềm kiềm thổ nhá. Rồi 34 đi. Câu số 34 nào? Nguyễn Thanh, Phùng Tiến Đạt, Nguyễn Kiên đã chốt chuẩn luôn. Thầy ơi, anh, uh, Ngọc Hà nhắc nhở thầy uống nước. <laughs> rồi ok cảm ơn nhé cảm ơn ngọc hà nhé à vũ nhìn đề này em cũng choáng nhưng mà thích phết Ui. đề này làm gì đã choáng đề này vẫn còn nhẹ lắm nào có số 34 là lý thuyết đếm về phần hữu cơ cho các nhận xét sau ở nhiệt độ phòng dầu thực vật thường ở trạng thái lỏng chuẩn luôn dầu thực vật chúng ta là các chất béo không no có liên kết pi c đối đôi c nó sẽ thường ở trạng thái lỏng nhá dầu động vật các thứ là mới là ở trạng thái rắn sen bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit chuẩn luôn nhỏ chú ý nó không bị thủy phân trong môi trường kiềm đâu nhá nhỏ giọt chanh tức là chứa axit uh, citric citric đúng không? vào cốc sữa thì nó thấy kết tủa rồi đây là do hiện tượng đông tụ protein rồi trong sữa Nó chuẩn rồi nhá trùng ngưng axit epsilon amino caproic thì em thu được polycaproamid thì cô này nét rồi cô này thì nó là phần uh, viết tự viết phương trình phản đứng ra nhé Phần này là phần polymer Nước ép quả nho chín có phản ứng màu biure thì sai biết là nhẹ rồi đúng không? Nước ép quả nho chín chúng ta là chứa glucose. À, glucose nhé. Ok chưa? Thì nó 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 không phản ứng màu biure đâu, phản ứng màu biure của của peptide protein. Đáp án chúng ta ở đây là có bốn phát biểu đúng nhá, C. Bây giờ là 34 đáp án C, nét căng. 34C sai em có người yêu. Nguyễn Thị Phong Thủy. Được đấy Giang câu số 35 Câu 35 đó cũng là một cái kiểu câu hỏi mà, mà mà những năm gần đây người ta hay hỏi này Tức là bài toán mà nhiệt phân muối uh, Hay là nhiệt phân hỗn hợp các chất uh, Các cái hợp chất Ví dụ như là muối nitrat, muối carbon nát Vân vân Bài toán này thì có thể coi là một bài toán không khó Nhưng buộc các em phải nhớ được cái phản ứng thầy ra thầy 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 nghĩ là lúc mà thầy đọc cái cái đề này thì thầy nghĩ là bạn nào mà nhớ được cái phương trình phản ứng em viết được là em làm được câu này thôi. Chứ nó không đánh đố các bạn. Đánh đố ở chỗ là em có biết viết phản ứng ra không và cân bằng phương trình phản ứng hay không thôi. Còn một cách khác là bạn nào mà làm tốt, tư duy tốt thì em có thể là áp dụng bảo toàn e. nhé Thế thì các bạn thích chữa cách nào? Dương Thu Phương nhanh thế Nhỏ, Tạ Duy Khánh thùy Hương lý. Trần Quang Tuấn đạt, Phùng Tiến đạt, Nguyễn Thanh, Lê Tiến Thành. Rồi, thôi thôi làm theo cái cách thuần nhất đó là viết phương trình và đứng nhé. Nung hỗn hợp X gồm X mon sắt 2 nitrat, Y mon là gì ạ? Uh, FeS2, Z mon FeSO3. Uh, trong bình kín chứa một lượng dư không khí. Ok chưa? Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn em đưa về nhiệt độ ban đầu em thấy áp suất trong bình nó không thay đổi. Chúng ta học ở phần này uh, thầy đã dạy các em ở phần này uh, chưa nhỉ? Dạy rồi <laughs> chứ nhỉ? nhớ nữa. Thì em thấy là áp suất trong bình mà không đổi học vật lý rồi áp suất không đổi thì số mol nó không đổi áp suất không đổi thì số mol không đổi đúng không áp suất mà không thay đổi nhé đúng không thì số mol cũng không thay đổi tức là số mol trước và sau cái phản ứng này bằng nhau em nhớ được cái kỳ này là bài toán kết thúc thôi thế thì cần phải chữa không chắc thôi nhỉ nhé yeah. ok chưa nhá yeah. 33A chứ thầy. Sao lại 33A là như thế nào? Cô 33 đã bán là gì? Đâu? Ông nào bảo 33A chứ nhỉ? 33 sao lại A? 33 là, là 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 B chứ. 33 người ta hỏi em là chất T và E cơ mà. T là NaHCO3. E thì chắc chắn là bari rồi. Ông nào vừa ngáo ngáo vừa comment nhỉ? À, chú ý nào, quay trở lại cho thầy nhá, chỗ nào mà không hiểu cứ hỏi nhá để thầy trả lời, đừng lo. Kiểu gì thầy cũng mắng vào cái <laughs> Thầy trả lời cho. Lâm Nghi 35C à? Rồi chọn theo Lâm Nghi đi. Chúng ta viết phương trình phản ứng của các cái phản ứng này ra. FeNO3 tất cả hai lần. Đúng không ạ? Em uh, nung nó trong không khí thì nó sẽ đẩy lên là oxit là tương ứng là oxit sắt 3, đúng không? Cộng với lại NO2 cộng với nước, à cộng với oxy, luôn là như vậy cái phản ứng nhiệt phân muối nitrat này đã uh, ôn cho em quá nhiều rồi trong khóa bổ trợ ấy. ở đây chúng ta có là hai vào đây đúng không? hai hai là bốn vào đây. oxy chúng ta là bao nhiêu? À, hình như tỷ lệ là bốn một thì, thì phải nhỉ? bốn một phần hai đúng không nhỉ? Để nhá tiếp đến này fes uh, fes hai fes hai uh, F... anh này thì cần phải có oxy đúng không? để thu thu được gì? fe hai o ba Em cứ nhớ cho thầy cái phản ứng thôi Nhớ cho thầy phản ứng nhá Sinh khí là gì ạ Lưu hình đây là đẩy lên lưu hình dương 4 trong SO2 Tiếp đến là phản ứng cuối cùng đó Phản ứng nhiệt phân FeCO3 thôi Nhớ được phản ứng là xong Cộng với oxy Sinh ra là Fe2O3 Cộng với khí ở đây là khí CO2 Cân bằng quá trình phản ứng cho thầy cái đấy Ở đây là uh, Anh này là sắt không lên sắt dương 3 Lưu hình uh, em cho cả cụm này bằng không này Cân bằng phản ứng oxy quá khử mà trao đổi 11 e đúng không? Đây dương 3 cộng với 3 nhân với lại đúng không nhỉ? Dương 3 3 4 12 11 e, chỗ này là cộng với thầy đây là 11 oxy rồi. Đây là 2 này. 4. À, cái này mấy đứa cái mấy đứa chủ động nhé. Mấy đứa tự cân bằng cho thầy nhé. Hai sắt chứ, hai sắt đây là 4. 4 đây này. 4 đây là 8. SO2 cái này tự cân bằng phản ứng oxy hóa khử thôi cái, cái đấy học từ lớp dưới rồi thầy cho bây giờ không trình bày cho các em có phản ứng cân bằng phản ứng oxy hóa khử nữa nhá tiếp nào ông này bảo toàn sắt đây là hai này đúng không 2 và co 2 này bảo toàn oxy đi oxy đây là 7 à, 7 bên này 7 trừ đi 4 còn 3 đúng không 7 trừ đi 7 trừ 6 còn 1 phần 2 ở đây xong bây giờ em điền số mon vào thôi thì bài này đáng lý là thầy không muốn chữa đâu em chỉ cần nhớ cho thầy cái phản ứng này là xong nhá Bây giờ em điền này Thông tin đầu bài cho em số mon này là X mon vào đây này Thì tương ứng này Ông này là bao nhiêu 4 chia 2 là 2x Ông này là 1 phần 2 chia 2 là 1 phần 4 Tức là 0,25x Đúng chưa Ông này số mon là bao nhiêu Y mon Thì ông này số mon là 11 chia 4 11 chia 4 nó bằng là 2,75 2,75y Đấy, số mon khí ở đây nó là bao nhiêu đứa nào? điền số mon khí rồi nhá 2i xong chưa ông này là z theo đầu bài đây cái này là 0,25 z chỗ này cũng là z thế vậy đây người ta nói này sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì áp suất không thay đổi nghĩa là số mon không thay đổi như thầy nói đấy số mon không thay đổi tổng số mol khí đây tổng số mol khí trước phản ứng này này đây là trước bằng tổng số mon khí sau phản ứng đây sau phản ứng đây nhá đấy Em nhìn thấy chưa? Tổng số mol khí sau phản ứng. Nào chúng ta sẽ có như sau nhá. Tổng số mol khí trước phản ứng là hai này. Số mol trước trước phản ứng nhá, thầy gọi là trước nhá. Nó bằng là gì ạ? 2,75 y cộng 0,25 z. Số mol sau. Số mol sau ở đây ta là tổng các khí này cộng lại. 2x cộng đây là bao nhiêu? Là bằng là 2,25x cộng lại cộng với 2y cộng với Z Hàng này em cho nó bằng nhau Được chưa? Cho nó bằng nhau Thì ta sẽ có như sau 2,25X là giữ nguyên này Đúng không? Chỗ này là 2,75 Chỗ này là 2Y 0,25Z Và Z vậy là cộng với 0,75Z Bằng Bao nhiêu? 0,75Y Đấy Đến đây thì nó làm gì ta rút gọn đi thôi Chia tất cả cho gì ạ Chia tất cả cho 0.75 Thì em ra được ông này chưa 0.75 Thì ta sẽ ra được là 3x Cộng với lại z Bằng bằng y Và đáp án chúng ta chính là mối quan hệ Giữa như ông này đó là đáp án C Đúng rồi Huyền chi Rồi tốt rồi Học nhá Khi mà các em luyện đề Thì kinh nghiệm là gì là các em nhìn các cái câu đó Và các em nhận định xem là cái câu đấy nó sẽ đi theo hướng nào là cái thứ nhất điều quan trọng nhất thứ hai là gì ạ nếu mà em có lời giải hay em tra mạng vân vân thì em phải nhìn xem là cái hướng đi của người ta như thế nào và em phải tự thực hành đấy quan trọng nhất là như thế thì em sẽ nhớ được lâu nha à, bây giờ chúng ta sang câu số 36 là điện phân đấy em thấy ông luyện đề ấy, nếu mà chưa kỹ nó sẽ rất là dài và mất thời gian đấy, bây giờ đã 10 gần 10 rưỡi nơi rồi cố gắng 11 giờ nghỉ thế thầy sẽ đẩy nhanh tiến độ nhé Trần Quang Trung, Huyền Chi Không sợ các bạn bị mệt đấy Cố gắng nhé mấy đứa Còn các bạn, bạn nào đang xem livestream không? Câu số 36 là về phần điện phân và uh, Thầy ơi em không hiểu ở phần phương trình 2 Thì Nguyễn Phúc không hiểu ở phần phương trình 2 Thì bây giờ ngồi xem lại cho thầy phần cân bằng phản ứng oxy hóa khử đi Nhá Bài đấy là bài mà chúng ta học từ hồi lớp 11 đấy Câu số 36 nhá, thầy làm luôn thì không muộn mất rồi Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm NaCl và 0,05 mol đồng xuất phát. Sắp tới trong lớp VIP thầy sẽ tập trung ôn nhiều cho các em về phần này. Bằng dòng điện một chiều cường độ dòng điện I là bằng 2 A. Điện cực trơ và có màng ngăn. Xong chưa? ạ? Sau thời gian T giây thì em ngừng điện phân. Thu được khí ở hai điện cực có tổng thể tích ở đây là 2,352, 2,352 em chia 2,4 tức là số mon nó là 0,105. Em để ý này, ở đây là thu được khí ở cả hai điện cực nhé. đọc đến đây phải biết là là nếu mà cả hai điện cực thì anh CU2 cộng này bị điện phân hết rồi này. Đấy nhá. Anh sẽ là trừ chưa, chưa biết. Và dung dịch X nào? Dung dịch X sau phản ứng ấy. X thì em thấy là người ta cho em hòa tan tối đa được từng này gì nhôm oxit 2,04 chia cho 1 tức là 0,02 mol. Hiệu suất cho giả sử 100%, 100. Các khí sinh ra không tan trong dịch đó điều kiện thôi Hỏi em giá trị của T Bây giờ muốn tính T thì ta tính từ công thức là số mol E bằng giả I trên F Và từ đây em rút ra cho thầy Nhà T Được chưa? Bây giờ muốn tính T Phải tính được số mol E trao đổi Ở thời điểm T Được chưa? Muốn tính được số mol E trao đổi Thì phải biết được số mol của các gì ạ? Các chất Nó phản ứng ở các điện cực Thế thì bây giờ chúng ta với những bài này chúng ta đi như nào? Câu này có thể coi là câu mà trên thông hiểu tí chưa phải quá khó đâu. Em sẽ bắt đầu đi từ gì ạ? Đi từ cái anh X này. X có thể hòa tan được nhôm oxit. Nào bắt đầu làm nhá. Anh nhôm gì ạ? Nhôm oxit này thì nó có hai trường hợp để có thể hòa tan được nó đúng không? Trường hợp số 1 ấy là, là 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 gì ạ? Là cái môi trường ở trong X này. Nó là môi trường H+ cộng, tức là nó sẽ phản ứng với H2S4. Đúng không? Môi trường H+ cộng ở đây nó là 2 cái này nhá. Muốn làm được cái bài phần điện phân này, buộc những bạn nào mà muốn học được ấy thì em phải xem kỹ cho thầy cái phần lý thuyết về điện phân nhá. Nếu không em nghe thầy nói em sẽ không hiểu đâu. Đấy thực sự đấy nó chỉ khó là em phải nắm được cái lý thuyết phần điện phân thôi. Thì lên trên khóa chuyên đề hoặc là kênh YouTube thầy gõ. Thế đây em thấy này, Al2O3 mà phản ứng H2S4 thì nó sẽ hòa tan được được anh này đúng không? Có trường hợp thứ nhất thì nó tỷ lệ là 1:3 đúng không? Phản ứng từ mấy đứa tự viết ra Al2O3 cộng với 2S4 thì tự viết ra nhá, thầy viết nữa. Thế thì đến nhìn vào đây cái là loại ngay trường hợp này em biết vì sao không? Bởi vì số mon trong này đầu bài chúng ta thấy này nó là 0,02. Trong khi ấy là cái gốc S42 trừ này là cái gốc mà nó không bị điện phân trong dịch. Không bị điện phân thì nó đi đi hết vào đâu? Đi hết vào trong x là bao nhiêu? 0,05 mol. Đúng không? Thế vậy thì muốn hòa tan hết anh này tôi sẽ cần phải dùng là bao nhiêu? 0,06 mol. Hai à này S4 cơ. Đây này tỷ lệ 1:3 mà. 0,02 nhân 3 0,06. Mà trong khi đó tôi chỉ có là 0,05 mon thôi Lớn hơn 0,05 mon Đúng không? Bởi vì bảo toàn gốc S4 2 trừ thì đi hết vào trong H2S4 đây là 0,05 Vậy chỉ có một lượng là 0,05 không không thì làm sao hòa tan được hết AL23 à Vậy trường hợp này loại luôn Loại luôn không cần phải nghĩ Thì không, không cần phải viết ra nữa Em phải nhầm luôn trường hợp như thế Bây giờ chắc chắn đó là gì ạ Anh này có tính lương tính này Thì không axit không hòa tan được Thì trường hợp 2 hòa tan được đó là đó là kiềm Kiềm ở đây là gì ạ? Kiềm đây là muối này là muối Nari này. Kiềm này là kiềm NaOH theo tỷ lệ mon một hai. Đấy đúng không? Thế vậy thì ta thấy này, nhá, Al2O3 cộng với NaOH phương trình người đứng tự viết nhá. Người ta cần phải dùng là không phải bốn mol này. Vậy số mol OH trừ có ngay bằng không bốn. Qua đây ấy, chúng ta có thể kết luận một điều đó là dung dịch X của em sẽ chứa gì? Đúng không? Dung dịch X của em sẽ chứa những cái ion mà nó không bị điện phân. Thứ nhất na cộng chắc chắn có bị dư phân nhá. Đúng không? Thứ hai là gì? S42 2- Có bị dư phân không? Không. Thứ ba là gì? Là cái OH- số điện này này. Được chưa? Ông OH- chúng ta vừa tính được nó không 0.4 mol rồi. Đây này nhờ. SO4 2- thì theo bảo toàn gốc S42 2- nó nó đi từ đây này nó chui vào đây thôi là 0.05 không không mol. Vậy em bảo toàn điện tích tính được số mol Na+ xong vào đứng. Bảo toàn điện tích nhá. 0.05 không không nhân 2 là 0.1, 0.1 đây là 0.14 theo bảo toàn địa tích nhẹ nhàng chưa đây là dung dịch x các em đã có nha yeah. đúng không mấy đứa đến đây đến đây là mấy đứa đã hiểu chưa đây có bạn nào đang xem nữa không đến đây chỗ này mấy đứa hiểu chưa nhỉ Việt Dũng có comment bố láo mắt dậy là, là block luôn nhá. Học không học đến lúc trượt thì đi, đi xúc vữa rồi các thứ là kêu khổ. Ok giờ chỗ này mấy đứa ok cho em. Nào tập trung vào, học nghiêm túc đi. Thầy đang cố gắng gồng vì tương lai của các em mà các em không cố gắng nữa thì chịu đấy nhá. Rồi bây giờ đến đây xong chưa? Nào, bây giờ ta sẽ tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sẽ có nhé là dung dịch chúng ta ban đầu ờ, chúng ta có là gì ạ? Tập trung vào, chịu khó lên, cố gắng lên. NaCl đúng không? Và CuSO4. Ta có luôn số mol của Na+ cộng tất cả ở trong dung dịch X nó đi hết vào đây, ban đầu là 0.14 mol rồi. CuSO4 ban đầu 0.05 mol rồi. Thế bây giờ điện phân nó, đúng không? Điện phân. Điện phân là điện phân dung dịch ấy. ta ra được dung dịch X luôn. Xong chưa? Chốt nha. Chỗ này thôi thầy không viết nữa nhá. Này, vậy là dung dịch ban đầu chúng ta là NaCl có số mol CuS4 xong Thầy điền lên đây cho nó dễ nhìn nhá, 0,14 mol này. Chỗ này chúng ta là 0,05. Thế thì em viết cái cho thầy cái phản ứng điện phân ra. Còn không bạn nào mà nhớ được thì thôi không cần viết. Đến đây là coi như là xong bài toán rồi đấy, chẳng qua là uh, thôi lại viết tiếp thôi. Nhá, bây giờ ông này điện phân ra này, ta sẽ có ở bên cực dương. Chúng ta là Cu2 cộng cộng 2e để tạo ra Cu. Sau này làm nhiều không cần viết như thế nhá. Tiếp theo là nước bị điện phân đúng không? Bởi vì sinh khí rồi. Cộng với 2 E sinh ra khí hydro. Cộng với 2 OH Xong chưa? Rồi. Bên cực âm chúng ta là Cl điện phân đây này. 2 Cl trừ. Tạo ra Cl2 cộng với 2 E. Viết nhòi luôn. Và đây là hai nước. Tạo ra oxy này. 4H cộng. cộng 4 E. Thì gọi là Quý các bạn lắm thầy mới viết ra như này nhá. Chứ còn bạn nào học tốt thì các bạn đừng viết cái bán thảo đứng ra nữa mà các em ra giải hệ công trình nữa là xong thôi. mà thôi thầy trình bày cụ thể. Em nhìn này. CU2 cộng nước ở bên ca tốt chúng ta điện phân thì CU2 cộng bị điện phân hết rồi em đặt hết số mol vào đây là 0,05. em ra là số mol E trao đổi đây là một, Đúng chưa? CL trừ cũng bị điện phân bởi vì nước điện phân rồi thì CL trừ bị điện phân hết rồi. Em đặt vào đây cho thầy là 0.14 Thì em ra khí ở ông này là 0,07. Thì ông này là 0,14. Không chưa? nên bây giờ em khai thác vào thông tin là gì? thứ nhất là tổng số mol khí, đấy. thứ hai là em bảo toàn e, đúng không? là xong. đấy bây giờ em đặt ẩn thôi. số mol khí hydro chưa biết số mol em đặt đây là x mol thì số mol e trao đổi là 2x. số mol oxy chưa biết đặt là y mol số mol e trao đổi là 4y. giải hệ phương trình. bây giờ giải hệ phương trình cho thầy thôi. nào ta có hệ phương trình nhá. hệ phương trình thứ nhất đó là gì? bảo toàn e đi bảo toàn e này chỗ này này bên vế này của chúng ta đây là 2 x cộng với lại 0,1 nó sẽ bằng bên này chúng ta e đây 0,14 cộng với 4 y tiếp theo là tổng số mol khí phát ra tổng số mol khí ở đây là hydro cộng với oxy cộng clo nhé là x cộng với y cộng với lại 0,07 sẽ bằng bao nhiêu ạ? À? 0 0,105 ban đầu Xong chưa? Vậy ra được cho thầy xy. Nào, bấm máy cho thầy nào. Rồi Văn Thao. Đăng Dương comment cẩn thận. Rồi đổ vi thầy số môn e luôn hả? Cho thầy xy luôn xem nó bao nhiêu. Xy bằng bao nhiêu? Thì khi đó là gì? là số môn e của em nó có thể là bằng là vế trái này, đúng không? Tức là bằng 2x cộng 0 1 hoặc bằng vế phải 4y cộng 0 14 tùy em. Nhá. Nào comment giúp thầy nào. Quốc Việt cho thấy x bằng 0,03 và y bằng 0,005. Thôi thầy làm theo số mol bon e bằng 2x cộng 0,1 đi. Tức bằng 2 nhân với 0,03 cộng với lại 0,1. Số mol bon e lúc này sẽ bằng là bao nhiêu? Bao nhiêu nhỉ? À, 2 là 0,06 cộng với này là 0,16. 0,16 thì bằng là y t trên f. Đúng không? Trong đó y đầu bài cho em là cường độ dòng điện đấy bằng 2. F là 96500 thì đây em ra được t. Đấy là thầy chữa rất kỹ rồi nha Đấy Kỹ lắm rồi đấy Ok chưa Thì em thấy là những cái bài về điện phân ấy Theo mốc thời gian các thứ vân vân Nó không quá khó đâu Quan trọng nhất là em phải rèn nhiều Bởi vì nó rất là đa dạng Thì sắp tới trong lớp VIP thầy sẽ chữa kỹ cho Thôi bây giờ tiếp tục đi 7720 giây Cảm ơn Việt nhá 7720 giây Cảm ơn em Rồi tuyệt vời Chịu khó kiên cường lên vất vả một tí thôi nhưng mà Sau này ấy là nếu mà gặp nó thì mình sẽ không sai. Bây giờ sang câu số 37 nào. Đẩy nhanh tiến độ nhá. Chúng ta còn 3 câu nữa cố gắng lên. 11 giờ sẽ xong. 37. 37 là thí nghiệm về gì ạ? Là phản ứng màu Biure. Này, phản ứng màu Biure chúng ta có 3 bước, bước 1, bước 2, bước 3. Cố gắng lên các em. Bước 1 là em cho gì ạ? Vào ứng nghiệm là dung dịch là lòng trắng trứng. Albumin lòng trắng trứng gì đó đúng không? Bước hai là em nhỏ nao hát vào Đấy. bước 3 là em cho đồng xuân phát vào lắc nhẹ ống nghiệm sau đó để yên vài phút rồi, người ta hỏi em là cho phát biểu ở đây người ta hỏi em là, là, trong số phát biểu trên bao nhiêu phát biểu đúng nào comment cho thầy đi rồi tô văn thành nguyễn tiến dũng cô địa phương này hay nguyễn khoa rồi cố gắng nhá đỗ vi đỗ vi đã cho thầy là c nào Phát biểu nào sau đây là đúng nhá Ở bước 1 có thể thay dung dịch lòng trắng trứng bằng dầu ăn được không? Dầu ăn và lòng trắng trứng khác nhau. Một anh là gì là, là 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 chất béo và một anh là gì peptide protein đấy, đúng không? Thì không thể nào mà có thể thay thế để tạo ra hiện tượng tương tự nhau là là phản ứng màu biuret chúng ta được. Vậy chúng ta gạch A đi. Ở bước 3 có phản ứng màu biuret là chắc chắn rồi. B chắc chắn là đúng rồi, không cần nói nhiều nữa. Phản ứng màu tạo màu tím đấy. Ở bước 2 có thể thay Nao hát bằng cao hát được không ạ? Được. Thay bằng kiềm bình thường. Nhá. Mục đích là thay bằng kiềm để tạo ra ở đây chúng ta cái thuốc thử là đồng hiroxit thôi. Để thí nghiệm xảy ra phản ứng màu Buret nhanh hơn thì ở cái bước số 2 này em đun nóng ống nghiệm bằng đèn cồn. Em đun nóng là vứt đi luôn. Đúng không ạ? Ở bước 2 này em đun nóng là vứt đi vì sao? Bởi vì nếu em đun nóng ấy thì nó đông tụ xử với cái ông <laughs> luộc trứng luôn đun nóng tức là em luộc trứng luôn thì nó đông tụ mất rồi đến đâu nó thực hiện phản ứng màu biure nữa vậy là d gạch sau bước 3 thu được dung dịch đồng nhất màu tím đặc trưng e chuẩn luôn nhá vậy đáp án chúng ta đó là đáp án c theo đỗ vi đấy thầy làm rất là nhanh một câu có thể coi là mức khó đấy mấy đứa nhá rồi hoàng minh huy rất tốt huy ơi ghi đi nhớ điều đấy nhưng đi thi nhớ chọn nhầm là vứt đi nhá Câu số 38 là câu này thầy nhớ thầy đã chữa cho các bạn ở trong lớp VIP chúng ta à, Ở cái giai đoạn mà lấy gốc cái phần hydrocarbon Rồi thầy nhớ là như thế hoặc là bảo toàn liên kết pi cái thứ vân vân cái chuỗi Lấy gốc lại không biết là các em còn nhớ không Phản ứng là hydro hóa hoặc là em có thể áp dụng đồng đẳng hóa kết hợp hydro hóa cũng được câu số 38 Tuy nhiên thì thầy thấy câu này nó khá là nhanh thôi mà đặt ở vị trí 38 là là vị trí ưu ái để các bạn nghỉ ngơi đấy À, nung nóng hỗn hợp X gồm metan này đúng không CH4, etilen CH4, uh, propin C3H4 và Vininacetalene C4H4 những anh này có điểm chung đều là có bốn nguyên tử carbon bốn à, nguyên tử hydro vậy em chỉ cần đặt X có công thức chung là CN trung bình H4 mà. và em giải theo kiểu này Thầy thấy nhanh hơn là em đồng đẳng hóa cái đập hydro hóa đấy có bạn nào làm theo kiểu này không <laughs> nhá bây giờ tôi nung nóng với hydro này có ni xúc tác chỉ xảy ra phần cộng hydro thôi nó cộng ở đâu ạ cộng ở đây cộng ở đây hoặc cộng ở đây thì thu được là 0,24 mol hỗn hợp y hỗn hợp y này gồm các hydro carbon có tỷ khối so với hydro là 14,5 biết là 0,24 mol y này thì có thể phản ứng tối đa với 0,12 mol brom ở trong dung dịch người ta hỏi em giá trị của a thế thì câu này ta sẽ có là anh y này không cần phải quy đổi đâu câu này thấy đấy chả cần quy đổi đâu đứng hydro hóa thì nó không làm thay đổi mạch carbon của em Chỉ làm thay đổi là cái mức độ no hay không no của hỗn hợp hydro đó thôi Do đó mà em không cần phải quy đổi đâu nhá Coi này làm nhanh thôi Y là hydro carbon đúng không? Gọi công thức tổng quát là CNH2N cộng 2 trừ 2K Đúng không? Được chưa? Trong đó K của Y là em tính được luôn rồi Bởi vì là đây em cứ tỷ lệ này K thì có phải là bằng là số mon của Brom chia cho số mon của Y không? Đúng không? Nha là 0,12 chia cho 0,24 đây là k của y ấy có phải bằng số mol của brom trên số mol của y không bằng 0,5 em thay nó vào đây thay vào đây này thì em ra cho thầy nhá là k ở đây bằng 0,5 này em thay vào cho thầy ta sẽ ra được cái m lớn của anh này là m lớn của y luôn và em tính được ra n luôn n tính được bao nhiêu em thay vào đây là xong m y sẽ bằng là 14 n cộng 2 trừ đi 2 nhân với 0,5 là k đấy thì bằng này 14, nhân 2 là bằng 29. Từ đây em rút ra cho thầy N. N bao nhiêu? Quá dễ luôn. Nha. Ờ Quốc Việt. Câu này là chữa rồi đấy mà để ở câu số 28 là gọi là cho điểm đấy đúng không? N bằng 2 đúng không? N bằng 2 điều này em em thấy này. N bằng 2 thì anh x này của chúng ta nó có công thức là gì? Là C2H4 công thức chung nhá. Đấy thế bây giờ cái phản ứng hydro hóa chúng ta là ban đầu là anh x là C2H4 nó sẽ cộng với lại hydro để nó ra được anh Y này đúng không Anh X này như thế thì anh Y chúng ta sẽ là C2H mấy Theo đây C2H5 Đúng không Đây này 2, 2 4, 4, 6, 6 trừ đi 1 Nó có 5 mà Ông này là C2H5 thôi Cân bằng thì ông này là 1 phần 2 vào đấy Đủ chưa Vậy là số mon của ông này là 0,24 thì số mon của người ta hỏi em là số mon là 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 số mon của gì nhỉ? số mol của Hydro thì 0.24 chia ra đây là số mol của Hydro là 0.12. Quá mềm luôn. Đáp bán chúng ta đó là đáp bán B. Nhá. Trình Minh sẽ trở lại. Ô mạng giờ này mượt hẳn. Thế yeah. à? Rồi bây giờ sang câu 39 là một câu vận dụng cao ở phần uh, vô cơ. Uh, để làm tốt được phần này ấy thì các bạn vào với các bạn lớp vip. Các bạn vào cho thầy là khóa vận dụng cao của thầy nhá khóa vận dụng cao ở trên trên web ấy các bạn xem cho thầy cái cái phần này đây khóa vận dụng cao của chúng ta các em xem cho thầy cái phần bài toán chất khử tác dụng với môi trường h cộng n 3 trừ đúng không xem phần này em xem trước cho thầy ba phần này đi tới luyện đề chúng ta sẽ còn phải làm nhiều phần đấy nhá bài toán về h cộng n 3 trừ rồi vân vân đấy xem thêm cho thầy cái phần đó ok chưa Ừ, rồi thầy sẽ làm nhanh câu số 39 nhá Để chúng ta sang câu số 40 là cái câu mà nhiều bạn sẽ rất thích đúng không <laughs> Câu 40 rồi, Câu 40 thì nó không quá khó đâu Nó là thế Nhưng mà có thể là một số bạn sẽ mất thời gian đấy Câu số 39 này Bây giờ tôi chia 37,52 gram hỗn hợp X Tôi gồm là sắt Các uh, oxit của sắt và đồng Và muối cao nát của sắt thành hai phần bằng nhau 37,52 tôi chia cho đôi là chưa hai các bạn bạn nào làm câu này chưa? Thì mỗi phần mỗi phần nó 1/2 nó sẽ là bằng là 1/2 của x ấy. À, khối lượng là 17 18,76 gam Thế đôi nó ra. Nào. Bây giờ ấy, thầy vừa nói thầy vừa trình thầy vừa nói vừa trình bày luôn nhá. Hòa tan hoàn toàn phần 1 trong HCl. Đấy, được chưa? Thu được 0,1 mol à, hỗn hợp hai khí. Khí ở đây ấy, là có tỷ khối so với hydro là bằng 11,5 dung dịch y chỉ chứa muối và hỗn hợp rắn g gồm hai kim loại hai kim loại hai kim loại nào sắt đồng thôi đúng không hòa tan hết phần 2 với lượng dư hai số đặc nóng đây là phần 2 sau khi phản ứng xảy ra an toàn thu được dung dịch z và hỗn hợp khí t là co 2 và s 2 cho luôn người ta hỏi em là phần trăm của co có trong 37,52 bảy gam hỗn hợp <laughs> hỗn hợp x rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau thầy đã dạy các bạn rất là nhiều tức là cái hỗn hợp này em có thể quy đổi nó như sau thầy thấy một số bạn nộp bài cho thầy là em quy đổi đúng rồi đấy đó là em quy đổi 1 phần hai hỗn hợp x luôn đi 1 phần hai x luôn nhé phần hai x của tôi chứa là gì là các kim loại sắt đồng oxit thì là có chứa oxy và cái muối carbonat này em thường quy nó về co 2 luôn để tí nữa em bảo toàn bảo toàn carbon số mol bon nó bằng nhau luôn đúng không? Để giờ tôi chia này, chia thành hai phần đúng không? à, uh, hai phần thì mỗi phần nó có khối lượng là 1 phần 2 nhá. Phần số 1 là tôi cộng với HCl. Cộng với HCl thì em thấy là thu được hỗn hợp hai khí. Đây đây là khí này. Hai khí của chúng ta thì em thấy là ở đây có kim loại tự do. Kim loại tự do là kim loại sắt tác dụng HCl chắc chắn phải có khí hydro. Nhiều bạn sẽ biết không biết là hỗn hợp khí này sẽ là khí nào đúng không? Chắc chắn phải có khí hydro đã. Sắt tác dụng HCl thôi. Thứ hai là có khí gì? Đây có muối nát đây có axit thì chắc chắn phải có khí CO2 và số mol của hai thằng này rất tinh tế nhìn thấy ngay tổng số mol là 0,1 mỗi ông này số mol là 0,05 không cần phải nghĩ nhiều luôn khối lượng ông này là bao nhiêu 18,76 gam vì sao em biết không vì m lớn m trung bình cộng khối lượng của hai ông này là bao nhiêu 46 mà đây này 46 chia đôi là 23 trong khi đó m trung bình của bọn này là 11,5 nhân đôi trả bằng 23 m trung bình thì bằng 23 rồi mà m trung bình của hai cái này cộng lại chia đôi bằng cũng bằng m trung bình đây này theo đầu bài thì số mol của mỗi khí bằng một phần hai số mol hỗn hợp nó không phải một chia đôi luôn cái này không cần phải đặt ẩn chỗ này nhiều bạn là bây giờ vẫn hồ đồ đi đặt ẩn là nó buồn cười lắm nhá được chưa tiếp đến là còn là gì ạ còn ở đây sẽ là còn gì nữa còn là dung dịch y thôi dung dịch y không cần quan tâm nhé này ta có y này dung dịch y chứa muối và g là hai kim loại Ngoài ra đừng quên oxy có trong oxit nó sẽ sinh ra nước. Đấy, đấy là cái phần 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 1 đấy nha, đây phần 1. Phần 2 thì sao? Đấy, sơ đồ hóa như này các bạn nhìn thấy nó sẽ rất là dễ hình dung đúng không? Phần số 2 em cho tác dụng với một cái anh axit đặc nóng đó là h 2 so 4 Thì em thấy là sẽ sinh ra khí T. Ta quan tâm đến T thôi nhá. T ở đây ta sẽ có là CO2 và và SO2. Được chưa? Em nhìn này, bây giờ chúng ta bắt đầu khai thác thông tin này thứ nhất là em bảo toàn carbon như này là carbon ở ban đầu nó nằm trong này là CO2 đi hết vào đây, tối lại CO2 sang CO2 số mon ông này trong 1.2x uh, là 0.05 luôn, không cần phải nói nhiều nữa, cần nét căng luôn và cuối cùng thì nó cũng đi vào đây luôn là 0.05 được chưa? tổng số mon của T đây chúng ta có là là 0.265 mon thì 0 mà trừ đi 0,05 thì ông này là không 0.215 mon Đúng nhỉ? Đây em nhìn thấy rất rõ luôn gì nữa. Thế đấy là em làm gì? Số mon của HCL đầu bài cho em là 0.4. Đúng không ạ? Số mon HCL 0.4, bảo toàn hydro đi. 0.4 đi vào đây là 0.1 là 0.3. Đúng không? 0.3 chia đôi ông này là 0.15. Đấy 0.15 bảo toàn oxy. Oxy thì em thấy này. CO2 ở trong này với CO2 ở đây hết rồi nhá. Oxy ở đây nó đi vào nước thôi. Ông này là 0.15. Được chưa? đấy này là, 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 bảo toàn oxy nhá thầy trình bày như thế là có, có, nhìn ra được vấn đề không hay lại sợ lại 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 lại, nhanh quá thế đến đây là em làm gì em có thể gọi uh, hai ông này là ẩn xy gì đó đây xy thôi em giải hệ công trình cho thầy đây, ta sẽ có là thứ nhất là m của x đúng không m của 1 phần hai x ở đây chúng ta có 56 x bấm máy cho thầy nhá năm sáu x có này dễ nhở cộng với lại 64 y thôi bằng Cả cái đống này em trừ những cái thằng đã biết đây đi cho thầy 18,76 này 18,76 Em trừ đi cho thầy đây là uh, Đống này chúng ta là 44 nhân với lại 0,05 này Em trừ tiếp cho thầy 16 Nhân với 0,15 đi 14,16 Một phương trình nhá Thầy viết gọn lại luôn nhá Tiếp theo là em làm gì ạ à? Em bảo toàn E thôi Bảo toàn E cho cái phản ứng số 2 này Anh này số số hóa 0 này 0 này 0 này Sắt mà tác dụng với axit lên sắt 3 Vậy 3 lần số mol của sắt cộng với đồng tác dụng với axit để đến đồng 2, hai lần số mol của đồng. Bằng oxy trao đổi đây là 2e là hai lần số mol của oxy có trong x, 1.2x đấy. Cộng với lại là lưu huỳnh dương 6 đây lưu hình dương 4. Hai lần số mol SO2. Thay vào cho thầy. thay vào đây cho thầy này, thay vào đây này. Là đây là 3x cộng với lại 2 i bằng 2 lần số mol của oxy trong này là 2 x 0.15. Cộng với 2 nhân với số 2 đấy là 0.215 thôi. Mấy đứa ra cho thầy x y được chưa đỗ vi cho thấy x bằng 0,23 đỗ vi trình bày rất tốt luôn đấy y bằng 0,02 cảm ơn đỗ vi nhá đỗ vi xịn xò quá huyền chi đến đây mấy đứa nhìn thấy là gọn gàng chưa và em nhìn thấy là y ở đây chúng ta đang cần tính nó chính là số mol của đồng mà thực chất nó chính là số mol của đồng oxit ban đầu luôn và người ta hỏi em là phần trăm khối lượng của đồng oxit trong 37,52 mươi bảy gam hỗn hợp x thì nó cũng chính là phần trăm khối lượng của đồng oxit. Có trong 1 phần 2 hỗn hợp x thôi. Đấy à, nha. Như nhau thôi. Vậy bài toán kết thúc chưa? Phần trăm khối lượng của CuO. Đúng không ạ? À, sẽ bằng bao nhiêu? Em lấy là... Đây là 0,02. Em nhân cho thầy với uh, đồng oxit chúng ta là 80. 64 cộng 16. 80. Em chia cho thầy với 1 phần 2. Như nhau thôi. 18,76. Nhân trăm nữa. Kết thúc bài toán. À, đây là thầy trình bày kỹ thôi. Cứ còn những bạn nào học tốt thì em... Em nhẩm thôi nhá, đừng trình bày. Đừng trình bày như thầy nhá. Ok, bằng bao nhiêu ạ? Đáp án A hả? 8,53%. A à, nhé. Những cái bạn mà đang xem livestream bây giờ là những cái người rất là tuyệt vời. Thực sự luôn đấy. Các em thực sự đã sẵn sàng với lại cái khóa tổng ôn luyện đề này rồi đấy. Thực sự luôn. Quá tuyệt vời luôn. Đỗ Vi Thùa lý được Lê Thanh Toàn, Trịnh Bình, Nguyễn Trung Hiếu, Quốc Việt, Lê Thanh Toàn. Tuyệt vời mấy đứa ơi. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ chiến câu số 40 Câu này là câu lấy điểm khó trong cái đề này Đúng không? Và cho thầy hỏi là các em đã gặp cái kiểu câu hỏi như này bao giờ chưa? Trong khóa học của chúng ta hình như là thầy đã cho các bạn rồi đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu nhé Bắt đầu luôn là đỡ mất thời gian của mấy đứa nhé Bây giờ đăng ký khoa học có được giảm không ạ? Mai đăng ký khoa học em sẽ được giảm Nhưng mà nói chung là uh, yên tâm đi Sẽ rất là phù hợp cho các bạn thôi Nha. Câu số 40 Hỗn hợp E ở đây gồm este đa chức x. Đa chức thì là mấy chức? Thường nhé Là thường là 2 3 chức thôi. Đúng không? Nhá. 2 3 chức thôi. 2 chức ST2 chức thì nó sẽ tạo bởi ancol 2 chức. Thì nghĩ trong đầu ancol đó là gris, à, là là ethanol Đúng không? 3 chức thì là tạo bởi ancol 3 chức chẳng hạn thì nghĩ nó là tạo bởi là ester gris -tron. Ví dụ thế. Mạch hở không thể là ST phenol rồi và este đơn chức y đọc ở đây ấy, anh este đơn chức y này không có thông tin là no hay không no và đặc biệt không có chữ hở không có chữ mạch hở thì phải nghi xem là nó có phải là este phenol không thì cái phần này thầy đã nói rồi đấy để tinh tế vào thì phân hoàn toàn m gam e bằng một lượng vừa đủ nao 12,8% thì đọc đây phải chú ý là nao nó cho ở dạng là phần trăm dung dịch như này thì trong nao dung dịch nao chứa nước nhớ cái đó Cô cạn dung dịch sau phản ứng em thu được là hỗn hợp rắn khan T Thu được 3 muối cơ NPQ Trong đó thì MN nhóm MP nhón MQ và Hà chặn ở đây là 120 Ok chưa Và 185,36 gram chất lỏng Z Em nhìn này Bình thường như este tác dụng với nào hát thì không phải este phenol thì làm gì mà cần phải ghi là chất lỏng nó sẽ nói là là không phải este phenol người ta sẽ nói là là là, là thu được ancol luôn nhưng mà đây lại nó là nói là thu được chất lỏng thì phải nghi là có nước ở đó nha đốt cháy hoàn toàn t là đốt muối thì thu được một loạt các cái thông tin oxy đốt có số mol sinh à, ra được muối na 2 so 3 co 2 và nước hỏi phần trăm khối lượng của x trong e x là cái anh ester đa mạch hở này đấy đọc đầu bài đã thông não chưa nhá khi mà đọc đầu bài mà thông não rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu làm với làm về vận dụng cao nó có rất nhiều cách làm khác nhau và các thầy cô giáo có rất nhiều các cái cách để dạy các bạn nhưng mà với thầy ấy, thì thầy sẽ cố gắng là dùng các cái phương pháp mà nó thầy dạy cho các bạn để thầy hướng dẫn cho các em thôi thế còn các phương pháp khác thì em đi theo các thầy nào thì các bạn học theo cách của cái thầy đó thầy tôn trọng tất cả mọi người nhá ở đây e là este đa trước x mạch hở Đấy, này là là gồm là uh, x này x là đa này hở đúng không ST đơn trước y y ở đây là đơn Đấy, và chúng ta có không biết nó hở hay không đúng không tí là chúng ta sẽ có cách kiểm tra nó bây giờ chúng ta cho nó tác dụng với nào hát em cho nó tác dụng với nào hát thì em biết là gì là cái dung dịch nào hát trong nào hát nó sẽ chứa nước đúng không ok nhá cô cạn dung dịch sau phản ứng em thu được là thu được cho thầy đây là t t của em ở đây gồm 3 muối đúng không ba muối đấy t gồm ba muối cứ vứt đó Ok chưa Và gì ạ Và chất lỏng Z Chất lỏng Z này ấy là gì Chất lỏng Z em nhớ này Là chất lỏng Z này sẽ chứa nước Nước ở đây thầy ký hiệu nước một đi đúng không? Và gì ạ an -côn. do cái anh X này là là, 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 tạo ra đúng không Vậy phải có ancol này Sẽ có nước Nước thầy ký hiệu nước một Bởi vì nó sẽ có nước 2 Và nước hai vì sao Chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào lên cho phần muối này cho thầy Muối này ấy, nếu mà em bảo là y này nó nó không phải là este của phenol đi, đúng không? Mà y đó là este của axit carboxylic thì em sẽ đồng đẳng hóa muối, kết hợp hydro hóa muối cho thầy. Nha, em quy nó về HCO gì ạ? Na. Tách ra CH2 và và hydro đi. Đấy đấy là làm thuần túy theo cái cách mà thầy dạy cho em từ trước đến giờ đúng không? Đồng đẳng hóa kết hợp hydro hóa. Bây giờ em đốt này. Em đốt nó với oxy Em thu được ở đây cho thầy là Na2CO3, thích thì viết ra. CO2 và nước. Xong chưa? Tất cả các số liệu em điền vào nhá. Thứ nhất này là ta sẽ có Na2CO3 là số mol em có là 0,32. CO2 đầu bài cho là 1,88 và nước là 0,72 mấy đứa tập trung vào nghe. Oxy ở đây là 2,18 mol. Đến đây ấy thì nó có một cái cách để các em kiểm tra. Một là chỗ này em bảo toàn Nari là em ra được số mon của cái anh này là muối nari của acid carboxylic là 0,64 2 x 0,32 là 0,64 Đồng nghĩa việc số mon này là 0,64 đấy Em bảo toàn nari chui hết uh, uh, từ thằng này ra thôi Thế bây giờ em nhìn nó sẽ có một cái vấn đề Mà thầy thầy đã, thầy đã nhìn thấy luôn rồi không biết các bạn nhìn thấy không Đó là oxy thì toàn bộ nếu mà em quy như này oxy toàn bộ nằm trong cái ester này À trong cái muối muối này đúng không Đúng không Thế thì em kiểm tra em bảo toàn nari nhé Em bảo toàn Nari số mon của của Nari đây là 0,64 rồi. Bây giờ em bảo toàn oxy đi, bởi vì nó đầu bán cho hết em oxy đây rồi. 3 này. Em bảo toàn oxy nhá. Đấy, em em bảo toàn Nari nó phải số mon lúc này là 0,64 rồi, bây giờ em bảo toàn oxy cho thầy. Em kiểm tra thì nó phải là oxy phải bằng 0. bao nhiêu? Chia đôi là 0.32 cơ. Nhưng mà oxy đây sẽ khác này. 3 x 0,32 được chưa? Là 0,96 cộng với đây 2 nhân với 1,88 là 3,76 0,96 cộng với lại 2 nhân 1,88 là 4,72 cộng với lại 0,72 ở đây của nước trừ đi 2,18 nhân 2 là 1,08 em chia 2 đi nó bằng 0,54 bảo toàn oxy thì số mon oxy ở trong này này nó số mon oxy ở đây nó bằng bao nhiêu 0,54 à, em thấy không em hình dung ra chưa nhỉ À, số mol oxy nó không phải em 54 hay cụ thể hơn là số mol của O2 ấy là nó bằng 1,08 thì nó sẽ khác nhau đúng không số mol uh, bảo toàn oxy nó khác số mol của Nari do đó mà chỗ này của em chắc chắn phải là gì ạ phải có một lượng oxy nó nằm ở trong một cái cái cái, cái, cái muối khác điều đó giúp ta kết hợp với cái việc là y ở đây người ta nói là không biết là có mạch hở hay không đúng không là giúp ta có được là Y sẽ là mùa là gì? Este của phenol uh, phenol MQ em quy cái muối đó về C6H5ONA thôi Đấy, CH2 và Hydro Đấy, thuần túy là như thế Chỗ đấy mấy, mấy đứa hình dung ra vấn đề chưa? Hình dung chưa nhỉ? Đấy là cái 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 tư duy của mình nhá Thế còn uh, bây giờ thì cứ thế mà làm thôi <laughs> Nhảy Cứ thế mà chúng ta làm bình thường thôi Bây giờ là anh này là bao nhiêu nhỉ? Uh, chỗ này sẽ không còn là 0,64 nữa đúng không nhá mà chỗ này nó sẽ còn là x mon chỗ này còn y ta ra được hệ phương trình em thích làm hệ phương trình được hệ phương trình để em tính ra số mon x y thôi hệ phương trình thứ nhất là em bảo toàn nari đúng không mấy đứa đây này nari chúng ta đây là có hai hai này là x cộng y với máy thầy nhá bằng tất cả ở đây là không phải bao nhiêu đây là không phải sáu này tiếp đến là gì à, em bảo toàn à, cái gì nhỉ x cộng y rồi bây giờ em bảo toàn oxy thôi lại bảo toàn là oxy tiếp oxy vừa nãy là không phải à một không tám đấy bây giờ em bảo toàn oxy này nhá bảo toàn oxy trong này là hai x trong kia là y sẽ bằng là thầy trừ vừa nãy rồi nhá là bằng một không tám luôn trừ cả cái cụm này trừ đây này số mol của oxy nó bằng một không tám đây này được chưa đúng nhỉ em bảo toàn oxy cho thầy thì em ra được cho thầy x y thôi x bao nhiêu làm dần dần thôi giải là phương pháp đầu, hóa. Đây, đầu hóa đây. đồng hóa đấy đầu đồng hóa đấy đầu đồng hóa muối thôi đầu đồng hóa kết hợp hydro hóa muối x bằng 0,03 và y bằng 0.05 x bằng 0,03 đúng không ạ à, quên nhầm không phải x bằng 0,44 đấy y bằng 0,2 thì đây thay vào đây luôn nhá <laughs> x bằng 0,44 này và y bằng 0,2 thay vào đây luôn xong chưa bây giờ bảo toàn carbon ra số mol bon của CH2 nào Bảo toàn carbon đấy Carbon tổng ở đây là 0.32 cộng với lại 1.88. Làm nhanh này 1.88 cái này thì tự bấm đi. hai 32 ,2, 2, 2 trừ đi cho thầy trong này là 0.44 là bằng 1.76, 1.76 trừ đi 6 nhân với 0 là trừ đi 1.2 nó còn 0.56. 0.56 này theo bảo toàn carbon. Sau đó thì bảo toàn hydro. Bảo toàn hydro đi. Đây, bảo toàn hydro ở đây là 0.72, 0.72 nhân 2 Đấy, bằng là 1,44 trừ đi hydro trong này là 0,44 là còn 1. 1 trừ đi 1 là còn 0. Vậy là trong này không còn hydro tức là 0,56. Thế thì ghép luôn ông này vào đây luôn. Ghép hydro vào hết nhóm CH2 vừa đủ. Hai số mol này bằng nhau mà. Ghép đây luôn thì tóm lại là quy hai thằng này về carbon thôi. Có nghĩa là ông này no. Hai muối này no. Đúng không? Đây này. Có nghĩa là đây là là hydro đây em ghép luôn vào đây còn ra mỗi carbon tổng thôi, carbon tổng là 0.56. Không. Thế đây là xong nhá. Muối chúng ta nó khó ở chỗ muối này thôi, còn đâu là em giải quyết chỗ muối này là xong. Carbon tổng số mol carbon chúng ta ở đây em em ghép vào này, hydro đây 0.56, âm 0.56 em ghép vào đây là chỉ còn mỗi carbon ở trong này thôi là 0.56 mol. À bây giờ đến đây làm như nào nhỉ? Đến đây là 0,56 năm 56 này là chỗ này chúng ta thấy nó thu được ba muối nhá mấy đứa nhá, thu được ba muối thì trừ đi một ông này là muối phenolat chúng ta rồi thì nó phải còn hai muối carboxylic nữa. Hai muối của axit carboxylic. Đấy vậy ông này phải tách ra. Đúng không? Ông này phải tách ra. Ông này phải tách ra đây là là phải có một muối là gì? trong cái anh T này phải có một muối là HCONa và còn một muối nữa. Đúng không? Một muối nữa thì chúng ta check nào. Kiểm tra số nguyên tử hydro đi, kiểm tra số nguyên tử hydro, số nguyên tử carbon cũng được, số nguyên tử carbon đi. Carbon thì trong này là 0.56 em chia tổng đây là 0.44 là hơn 1, hơn 1. Hơn 1 thì trường hợp mà một carbon thì không thể, phải có hai carbon. Ở chỗ này phải có 2C nữa. Chỗ này phải có 2C nữa. Và kiểm tra mức độ không no thì em kiểm tra bằng tổng số nguyên tử hydro đúng wow. không? Hydro thì em vừa đấy vừa đấy bảo toàn hydro ấy đến đoạn này chúng ta có là kiểm tra hydro nhá. Ở chỗ này thầy nháp tí này. Số nguyên tử hydro em kiểm tra này. Thì bằng là bao nhiêu? Tổng là bằng 0.44 chứ không phải luôn gì đấy. Đây 0.72 này. Nhân 2 này, bảo toàn hydro ấy mà. 1.44. Trừ đi chỗ này là bao nhiêu? Trừ đi đây là 1. 1.44 mà trừ đi hydro ở trong cái muối này là là còn bao nhiêu? Là còn 0.44. 0.44 mà chia cho 0.44. là số Hero nhá, 0.44. Chia 0.44 thì nó bằng 1. Tức là gì? Tức là trong cái muối là muối này nó có một hydro rồi thì cái muối muối còn lại ấy nó cũng phải có một hydro thôi. Muối còn lại chúng ta cũng phải có một hydro thôi, hình dung không? Thì rõ ràng gì nữa? Một hydro và hai carbon. Đấy. Một hydro và hai carbon nhá yeah, muối còn lại chúng ta anh này thực ra nó là C2H c 2 h 3 bản chất nó là muối không no đấy CH CH nối 3C này CONA này được chưa và toàn bộ carbon này của em ấy là nó không ghép vào đây mà nó ghép vào đây nó ghép vào đây 2C vậy số mol trong này là 0,56 chia đôi là 0,28 mol thôi bạn đến đây là kết thúc rồi được chưa 0,28 mol vậy ông này là còn bao nhiêu Ông này là còn tổng là 0.44 0,28 0.28 là còn 0.1 mấy nhỉ? 0.44 28 là còn 0.16. Ông này còn là 0.16. Nhá, hai muối trong T. 0.28 này bây giờ em tách ra là bằng là bao nhiêu? Tách theo ông này đi. Đúng không? Còn 0.2. Bởi vì sao? Bởi vì là cái cái este mà tạo ra được cái anh phenol này này thì nó không thể nào mà là cái gốc HCO, bởi vì 0.16 nó nhỏ hơn 0.2. Nhỏ hơn đây này. Đó anh này là 0.2 rồi Do đó nó phải là Cái đầu của nó phải là đầu ông này 0.28 vậy thì tôi sẽ tách 0.28 theo số mod của anh Fedonat này Là 0.2 còn lại là 0.08 Chuẩn chưa Nha đấy là xong rồi đây Vậy là ST chúng ta là xong đấy Anh E Anh E ở đây chúng ta sẽ gồm anh X Anh X này nó sẽ là chứa là gì Chứa cái ông C, thầy viết luôn gộp lại nhá, đây là C2 C2H c 2 h coo gì đó đúng không? Còn lại cái gốc kia là hco Đấy, bao nhiêu gốc nhỉ? Thằng này còn dư là 0.08 đúng không? Nó là số mol hỗn hợp luôn. 0.16 đây sẽ tách thành là 0 2 là 2 nhân 0.08. chưa? Vậy ông này có hai gốc. Đây là C3H5. À quên hai uh, gốc thì nói thật ancol nếu mà hai gốc như thế đây là C3H5 rồi là gì nữa? À? Không thể là C2H4 được tách được theo muối luôn tí kiểm chứng Không phải tám Nét căng luôn Chắc chắn các bạn như thế Còn Y Y thì nó phải chứa gốc axit của nó là gốc này C2H COO Còn lại là c 6 5 thôi Chắc chắn luôn Các bạn kiểm tra lại cho thầy Bây giờ muốn thầy kiểm tra lại cho em nhé Đây là số mol ông này sẽ là 0,2 Không hiểu chỗ nào thầy giải thích cho Bây giờ ấy, đến đây rồi những bạn nào mà, mà, mà hiểu chỗ này này, hiểu chỗ muối em tách ghép được như này thôi thì cái phần ăn côn này cần gì đó. Đúng nhỉ? Cần gì phải đi tìm ăn côn. <laughs> Trời, đúng không? Đi tìm ăn côn làm gì nữa? Tôi đã tính được ra luôn rồi. Đúng không? Đấy. Câu này mà thậm chí nha. Đây chỗ này chỗ này có cái gì đâu mà lại dòng bay phụ mua. Lúc này tách được ra hai muối của hai axit carboxylic này là ra được ester rồi không cần phải xác định ancol luôn xác định ancol mất thời gian đúng không bây giờ muốn xác định ancol nhá nào ancol thì nó hơi mất thời gian đấy đây này em thấy này muốn xác định ancol thì em thấy nhá và khối lượng của ông này ông này có sinh ra esterphenol nó phải có một lượng nước nữa là nước hai là do cái anh y này là esterphenol này đúng không? là esterphenol đúng không em nó phản ứng nào hát sinh ra nước không phải sinh ra ancol thì cái tổng khối lượng của anh này đầu bài cho em là bao nhiêu? Là 185,36 gam Đấy, Mục đích cuối cùng là em phải đi tìm ra được cái M của Ancon này Cái M của nước của M của nước này ta tính được Vì sao? Bởi vì cái ông naoh hát này là bao nhiêu phần trăm của nó ban đầu đầu bài cho là 12,8% Thì còn lại là 100 phần trăm trừ đi 100 trừ đi 12,8 là nó còn lại là 87,2 87,2% là của nước Em tính cho thầy khối lượng của NaOH M NaOH thì chính bằng số mol nó là 0,64 x 40 Là bằng bao nhiêu? 25,6 gram Em lấy cách làm là đơn giản lắm Em lấy 25,6 này Em nhân cho cái tỷ lệ giữa 87,2 chia 12,8 87,2 chia 12,8 Nhân với 25,6 kia là xong M của nước ở đây là bao nhiêu? 174,4 gram Đấy là em gặp câu này em biết làm rồi em mới làm nhanh được như thế em Không biết làm rồi cứ lây hoài mãi có khi tính khối lượng của nước đây mãi chẳng xong ấy. Nước đây khối lượng là 174,4 gram nhá Nước 2 thì ở đâu? Nước hai thì số mol của nước nó bằng số mol của phenol wow, Ở đây là 0,2 này Em nhân nó 18 là ra khối lượng chưa? Thì em ra được M của ăn cột Nào lấy 185,36 185,36 mấy đứa trừ đi cho thầy 174,4 Rồi em trừ đi cho thầy 0,2 cho với 18 thôi là 7,36. M ông này là 7,36 g. 7,36 ấy thì đến đây đừng có làm cái gì cả. Thầy đã nói rồi là este ra chức thì nó có hai chức hoặc ba chức thôi. Đúng không? Hai chức ba chức thì nó một là gì là C2H4 OH tất cả hai lần hoặc là C3H5 OH tất cả hai lần. M lớn lúc này là 62, M lớn lúc này là 92, M nhỏ có rồi. 7,36 Chia 62 đi Lẻ tết luôn Vứt đi Chắc chắn nó là <laughs> 92 rồi Nha 7, bao nhiêu ạ 7, 3, 6 chia 92 là ra là 08 mon Nào Số mon của thằng này là 0,08 mon Đấy chứng minh luôn cho các em luôn Là vì sao mà ra được E Là là là, 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 là chỗ này nó là este của à, Của Của, 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 của nhá Câu này bình thường mà Câu này chịu khó ngồi nghe thầy giảng lại đi là ra thôi uh, những bạn nào yếu thì em sẽ phải buộc đi biện luận uh, ancol nhưng bạn nào mà là 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 đồng đẳng hóa kết hợp hydro hóa tốt tư duy tốt rồi em sẽ ngay từ cái phần này, này em tính xuống cái từ hydro xuống cái từ carbon ra em ghép lại cho thầy em ra được luôn lẻ ở đây là không phải không tám đúng không không phải không tám đấy không phải không tám rồi mà ông này không phải mười sáu thì nó gấp đôi đúng không thì trong cái gì st phải st ba trước tách ra đúng không nhá chỗ này tách ra ông này nó mất không 2 đi vào rồi rồi, rồi rồi dưới này rồi kiểu như thế còn không phải không ông này một gốc ông kia ấy thì không thể nào một gốc được đúng không ạ nhá ông ông kia ông còn lại ông này không thể nào một gốc hco bởi vì số mòn nó không phải 16 lớn hơn đấy kiểu như thế <laughs> nhức cái đầu ok đấy vậy là đáp án của chúng ta là gì em À, đến đây thì mấy đứa tự làm nhá thầy không làm nó đâu nhá đến đây người ta hỏi em là phần trăm khối lượng của x đây phần trăm khối lượng của anh này em nhân cho thầy khối lượng của nó tổng khối lượng của e em tính bằng bao nhiêu thôi làm nốt đi mời -E tính nào nốt đi cho thầy cái nha làm nốt cho thầy cái ok chưa làm nốt cho thầy nào <laughs> làm nốt đi nhá mời em nó bằng bao nhiêu mấy đứa mời em bao nhiêu về ra cho thầy phần trăm khối lượng của x ở trong e bằng bao nhiêu làm nốt cho thầy cái Ok dạ và ngày hôm nay ấy là thầy trò chúng ta đã kết thúc cái buổi livestream rồi. À, 35,39 cảm ơn Đỗ Vi nhá. Đỗ Vi hôm nay rất tuyệt vời 35,39% đúng không? À quên đây là khối lượng mà. 35,39% đúng không? Ừ, không có ông nào cho thầy à, ME nhỉ? Viên Trung Hiếu. ME 45,2 à? Cảm ơn Trung Hiếu nhá. 45,2 đúng không? Chắc chắn chưa? Trung Hiếu là ừ, Trung Hiếu hay ông nào vừa nói à? Là là, làm đề công nhận là khắc nghiệt thật đúng không bình thường sắp tới là các em còn phải là thậm chí là livestream có những cái hôm mà chữa kỹ cho các em đến mười một rưỡi mười hai giờ ở trong lớp vip ấy để cho các bạn phải hiểu tối đa thôi nhá ngày hôm nay là quá tuyệt vời rồi thầy nghĩ là các em quá tuyệt vời luôn mười một giờ năm mười một giờ rồi à, thầy hy vọng là cái buổi ngày hôm nay thầy đã chữa kỹ cho các bạn một cái đề mà thầy nghĩ là nó ở mức uh, trung bình khá chưa phải là mức quá khó nhưng mà thầy nghĩ là như thế là uh, dọa dẫm các em đấy chứ đề này là tương đối là căng rồi nói chung là động viên như thế cho phấn khởi nhờ không phải bảo đề này vẫn dễ thì đề nào là khó đây thế thì bỏ hóa hết cảm ơn mấy đứa nhá à, bill đạt thầy em hỏi ba năm nữa em thi đại học sẽ như nào lúc đấy thì nó khác lắm rồi ok hà vũ nguyễn thành nam huyền chi à, cảm ơn tất cả các bạn đang xem livestream ngày hôm nay các em rất là tuyệt vời và thầy uh, hẹn gặp lại các bạn uh, vào cái buổi ngày mai đó chính là chính thức khai giảng khóa tổng huấn luyện đề thầy rất là mong uh, nhận được sự uh, À, hô hào cổ vũ của các em dù có bận đến mấy dù có uh, uh, đi đâu uh, về đâu thì hãy nhớ cho thầy ngày mai sẽ lớp vip tôi yêu học sẽ mở khóa tổng huấn luyện đề để thầy hướng dẫn cho em cái cách để chúng ta chiến trong giai đoạn sắp tới nhé các em uh, cố gắng lên hy uh, sinh một chút thì chúng ta sẽ nhận được trái ngọt thôi tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào tối mai nhá